Tác phẩm Võ Thị Sáu, Con Người và Huyền Thoại Tác giả Nguyễn Đình Thống Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Ấn Hành năm 2008 Người đọc Thu Hiền Võ Thị Sáu 1933-1952 Lời giới thiệu Cuốn sách Võ Thị Sáu, Con Người và Huyền Thoại của tác giả Nguyễn Đình Thống do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bà Rịa Vũng Tàu xuất bản trong tháng 3 năm 1993, đến nay đã được tái bản 9 lần với số lượng hơn 2 vạn bản. Bạn đọc xa gần đã hào hứng đón đọc và bày tỏ niềm xúc động chân thành trước tấm gương người thiếu nữ anh hùng Võ Thị Sáu được chuyển tải qua ngòi bút chân thực và sinh động của tác giả. Sau khi cuốn sách ra đời, theo đề nghị của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh đã ký quyết định số 149 KT trên CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Võ Thị Sáu thể theo nguyện vọng của đông đảo độc giả và du khách đến thăm côn đảo được sự đồng ý của tác giả và ban quản lý di tích lịch sử cách mạng côn đảo phối hợp với nhà xuất bản quân đội nhân dân tái bản cuốn sách võ thị sáu con người và quyền thoại trong lần tái bản này, tác giả đã sửa chữa, chỉnh lý một số chi tiết trên cơ sở những tư liệu mới thu thập bổ sung và điều chỉnh một số địa danh cho phù hợp với địa giới hành chính hiện tại. Là một người nghiên cứu có uy tín, chuyên tâm nghiên cứu về Côn Đảo, tác giả đã tiếp xúc với hàng dạng trang tư liệu, mẫu chuyện tình tiết đặc sắc về cuộc đời chiến đấu sự hy sinh vô cùng oanh liệt của võ thị sáu cùng những huyền thoại về chị xuất phát từ những tư liệu có đủ cơ sở tin cậy và từ tấm lòng ngưỡng mộ người thiếu nữ anh hùng ngòi bút truyền cảm của tác giả đã dẫn dắt người đọc đi suốt cuộc đời Võ Thị Sáu, từ tuổi thơ lam lũ trên quê hương đất đỏ giàu truyền thống cách mạng, đến những trận đánh táo bạo của chị và đồng đội. Những giây phút đối mặt với kẻ thù, những giây phút lạc quan trong nhà tù đế quốc, những giây phút hào hùng nhất trước cái chết cùng những quyền thoại trong sáng đầy tính nhân bản kể từ khi chị ngã xuống cho đến hôm nay trong lần tái bản này chúng tôi hy vọng được bạn đọc nhiệt tình đón nhận và tiếp tục đóng góp ý kiến cho cuốn sách ban quản lý di tích lịch sử cách mạng côn đảo sự thăng trầm của một tấm bia mộ nghĩa trang hàng dương trải rộng từ phía sau banh ba banh en ba nay là trại một đến sở ruộng giáp chân núi chúa Ai đã đến hàng dương đều không thể cầm lòng về những nấm mộ chen nhau, nhấp nhô trải khắp một vùng đồi, những nấm mộ có tên và không tên, những nấm mộ lấp ló trong lùm cây bụi cỏ. Mùa gió chướng Từng mảng đồi cát sói lở phơi ra vô số mảng xương tù, từng mẫu xương trầm mặt, dụng xám, ánh lên trong các bỏng trưa hè ngôi mộ Võ Thị Sáu nằm ở trung tâm khu B của Nghĩa Trang. Trước mộ là một cây dương già, ngọn đã khô, chỉ còn lại một cành lớn xanh tươi dương thẳng về hướng Bắc. Từ khi chị Sáu nằm xuống, cây dương mọc lên xanh tươi cùng biết bao huyền thoại. Nhiều người dân đảo kể lại rằng, họ nhìn thấy chị Sáu từ cây dương đi ra mỗi tối, chỉ mặc áo dài trắng, Lướt qua từng ngõ phố, hiện lên trước cửa từng nhà, nhìn tận mặt từng người, họ nói rằng, chị Sáu rất linh thiêng, ai ở hiền thì chị phù hộ, ai độc ác thì chị giận cổ. Rất nhiều tên ác ôn đã gặp chị Sáu trong mơ, thấy chị trừng mắt nhìn chúng. Cái nhìn của chị sâu thẳm như xoáy vào tận gan ruột chúng, làm tái hiện những cuộc khủng bố chém giết triền miên, làm chúng phát điên, phát khùng, phát bệnh mà chết bất đắc kỳ tử. Những người dân hiền lành thì thấy chị nhìn họ triều mến, trang chứa một nỗi niềm cảm thông sâu lắng. Dân đảo thờ chị Sáu như một vị thần hộ mệnh. Từ thuở chị nằm xuống hàng dương, không ngày nào vắng hương khói trên ngôi mộ chị. Bình minh vừa hé lên phía mũi lò vôi trên mộ chị sáu đã nghi ngút nhang khói cùng những nhánh hoa rừng đỏ rực lung linh trong gió sớm những người dân sinh sống trên đảo lâu đời truyền lại rằng mỗi tối chị sáu đều hiện lên sau khi giám sát mọi việc trên đảo chị lại trở về quá thân vào cây dương khi trời chưa sáng cũng vào lúc ấy dân đảo trở dậy đến mộ chị dân hương hoa và cầu nguyện trước khi làm mọi việc trong ngày một đoàn cựu tù chính trị công đảo từ thành phố Hải Phòng đến giếng Nghĩa Trang Hàng Dương. Họ dân hoa, mặc niệm bên mộ chị Võ Thị Sáu, rồi tản ra thắp nhang trên các ngôi mộ xung quanh. Bài hát Nhớ ơn chị Võ Thị Sáu, giọng đến Hàng Dương, động lại trên từng gương mặt một nỗi niềm xúc động sâu lắng và thành kính. Một tốp cựu tù nhân tóc đã hoa râm, quây quần bên gốc dương và ngôi mộ Họ bàn luận và băng khoăn, dường như chị Sáu hy sinh không đúng như ngày ghi trên bia mộ. Tấm bia trước mộ mang hàng chữ Võ Thị Sáu, tức Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933, tại Bà Rịa, mất ngày 23 tháng 12 năm 1952. Những người tù binh chính trị ngồi đó là đồng đội của Võ Thị Sáu. Họ đều có mặt tại Côn Đảo trong năm 1952 đầy biến động họ không thể nào quên được cái ngày đau thương ấy. Hình ảnh gần 40 năm trước còn in đậm trong tâm trí của họ. Đêm ấy cả đảo cùng thổn thức. Sớm hôm sau, khi bọn lính giải chị Sáu ra trường bắn, tất cả tù nhân đã đứng dậy hát bài Chiến sĩ ca đưa tiễn chị. Khi loạt súng tàn bạo gian lên, họ đồng thanh hét gian, tưởng như dở tung cả mái ngói nhà tù. Đã đảo thực dân Pháp, đã đảo hàng binh, tinh thần võ thị sáu bất diệt. Theo sự chỉ đạo của đảo ủy và liên đoàn tù nhân kháng chiến côn đảo, toàn đảo đã tuyệt thực một bữa. Đại diện nhiều khám tù đã thảo văn thư gửi chúa đảo Jati phản kháng bọn thực dân giết hại người thiếu nữ võ thị sáu. Gần một năm sau, nhiều người đã tham gia cuộc diệt ngục có một không hai thời ấy nổ ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1952 tại Bến Đầm. Họ quyết tâm dược đảo về kháng chiến, trả thù cho chị Sáu và những đồng đội đã ngã xuống. Vậy mà, tấm bia mộ còn đây ghi ngày mất của chị là ngày 23 tháng 12 năm 1952. Cuộc hành quyết chị Sáu, tấm mộ bia và cuộc vượt ngục bến đầm trong mắt những nhân chứng lịch sử dường như còn chứa đựng nhiều uẩn khúc. Và cuộc hành hương về côn đảo lần này lại khởi đầu cho hành trình mới, hành trình tìm lại đúng ngày mất của người thiếu nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Nhìn chúa đảo nằm bên con lộ chạy sát mé biển, cổng dinh nhìn thẳng cầu tàu, dưới chân giọng gác hai bên cổng còn đặt hai khẩu đại bác được chế tạo từ dài thế kỷ trước do giám mục Bá Đa Lộc vận động các thương nhân Pháp bỏ tiền mua chở tới Côn đảo vào tháng 9 năm 1788 mở đầu cho cuộc thực dân Pháp vào xứ Đông Dương. Từ sau ngày giải phóng 1975, dinh chúa đảo được sửa sang lại dùng làm nhà trưng bày cho khu di tích lịch sử Côn đảo. Dinh chúa đảo có tường xây bao quanh một diện tích dài hecta, trong đó có một sở rẫy chuyên trồng rau cho chú đảo, có vườn cây ăn trái và cây che bóng mát, mùa xuân hoa bằng lăng rụng tím lối đi. Đoàn cựu tù nhân công đảo lướt qua các gian trưng bày rồi dừng lâu bên bức ảnh võ thị sáu và những hiện vật ít ỏi của giai đoạn lịch sử 1945-1954 một tấm ba nô lồng kính trang trọng giới thiệu danh sách 52 người bị xử bắn tại Côn Đảo từ tháng 11 năm 1953, trong đó có tên Võ Thị Sáu. Bản danh sách được chép ra từ cuốn sổ giám sát tử vong còn lưu lại được tại kho hồ sơ của nhà tù. Theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo tàng, đoàn khách đến thăm kho lưu trữ hồ sơ ở một gian cảnh đó. Bảy giá tài liệu đứng sừng sững chất đầy từng bó, chưa phân loại, bụi phủ dày, cô nhân viên bảo tàng rút một cuốn sổ bìa đen khổ 22 x 35cm, rủ sạch lớp bụi, lần dở từng trang. Cuốn sổ ghi tên những người đã chết tại công đảo từ năm 1947 đến năm 1975. Ghi năm sinh, quê quán, án tiết, số tù, nơi giam giữ, ngày chết, lý do chết. Mọi người hồi hộp dừng lại trước trang ghi ngày mất của chị Võ Thị Sáu bằng tiếng Pháp. Võ Thị Sáu, tức Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933, tại Bà Rịa, án tử hình, số tù D267, chết lúc 7 giờ, ngày 23 tháng 1 năm 1952, do việc thi hành án tử hình. Cuốn sổ ghi rõ, cùng ngày hôm ấy, bọn Pháp còn xử bắn anh Hồ Giang Năm, tức Năm Đen, quê ở Vĩnh Long, số tù G248, đoàn khách trở lại hàng dương mộ anh hồ văn năm nằm ngay cạnh mộ chị võ thị sáu tấm bia mộ anh đúc bằng xi măng đã sẫm màu rêu phong loang lỗ trên đó còn đọc rõ hàng chữ hồ văn năm mất ngày 23 tháng 1 năm 1952. Có lẽ tấm bia mộ anh còn được giữ nguyên vẹn từ dạo ấy, nó không phải chịu số phận thăng trầm như tấm bia mộ của chị Sáu. Trong ký ức của những người tù chính trị côn đảo, hình ảnh tấm bia mộ 40 năm trước vẫn chưa phai mờ. Tấm bia đầu tiên dựng trên mộ chị Võ Thị Sáu do kiếp tù làm thợ hồ, khám hai, banh một, đúc xi măng. Bia dựng ngay tối hôm chị Sáu hy sinh. Ngày hôm sau, chúa đảo Sakti đích thân dẫn lính lên đập nát tấm bia, cào bằng ngôi mộ. Lạ thay, sau một đêm, ngôi mộ lại được đắp cao hơn trước. Một tấm bia mới được đúc bằng xi măng giống y hệt lại được dựng lên trang trọng. Chúa đạo Rasti tức giận gọi giám thị trưởng Basi lên quát nạt, ra lệnh phải tìm cho ra kẻ đúc bia. Basi dẫn tốp tù giang lên đập bia, phá mộ rồi huy động 20 tên gác giang khác vào khủng bố khám thợ hồ. Chúng dựng 10 bó mây tầm dông trước cửa khám, rồi nọc từng người ra đánh mỗi người 50 roi. Nhiều người lũng đầu, rách lưng, đổ máu nhưng không ai hé răng khai báo. Anh Bảy gà cổ, một người tù thường phạm, ngực xăm đầy rồng phượng, đã chìa lưng đỡ đòn cho những người bạn tù ốm yếu. Tấm lưng trần của anh sưng mỏng lên, nát tướp, ứa máu, anh phải nằm sấp hàng tháng trời. Tờ báo xây dựng, Tiếng nói của tù nhân khu thở hồ đã đăng bài thơ Mộ bia em sáu của Lê Đình ca ngợi khí phách của bảy gà cồ và tinh thần chịu đựng của tù nhân kiếp thở hồ. Bảy gà cồ người tù thường biệt xứ phạt ngang tay cho cỏ dại rạp gian bờ phanh ngực ra rồng phượng múa tự do anh dõng dạc khu thợ hồ kiên quyết bia này bể ta làm ngay bia khác suốt tuần qua lưng tù thịt nát áo rách lòi da đỏ máu căm thù sau trận đòn nhiều tù nhân kiếp thợ hồ phải nằm bệnh xá những người tình nghi bị phạt xà lim song những người còn đi làm vẫn lén giấu từng nhúm xi măng gom lại vợ con gác ngục người việt cũng tiếp tay cho tù nhân trong việc dựng bia đắp mộ bọn chúa ngục không sao hiểu nổi cứ sau mỗi lần chúng đập bia phá mộ thì ngôi mộ và tấm bia lại hiện lên y chang như trước dân đảo bắt đầu lan truyền rằng cô sáu rất linh thiêng không ai có thể phá được mộ cô rằng cô đã hiện về cô sẽ dặn cổ những thằng hỗn láo bọn gác ngục và bọn tù giang bắt đầu chùng tay tù nhân kiếp đập đá khám sáu banh hai tìm mọi cách chia lửa cho kiếp thở hồ sau Tết âm lịch năm Nhâm Thìn 1952, người ta thấy tấm bia bằng đá granite được chạm khắc công phu dựng trên mộ chỉ sáu. Bọn tù giang lại báo ngay cho chúa đảo. Chúng đoán ngay là chỉ có bàn tay tài hoa của Võ Nguyên mới tạc được tấm bia đẹp như thế. Nhưng lần ấy, Võ Nguyên không bị phạt. Nhà tù đang cần nhiều đá để rải con đường ra bến đầm trước mùa gió chướng gió nguyên là tay thợ đục lỗ mìn giỏi nhất trong kiếp giám thị trưởng bác sĩ si lại dẫn đám tù gian lên hàng dương cuốc xẻng chúng mang theo đập không bể được tấm bia bằng đá quý cả bọn xúm nhau khiêng tấm bia quẳng xuống biển không ai nhớ hết đã có bao nhiêu tấm bia dựng trên mộ chị thời mỹ ngụy mỗi lần mở chiến dịch tố cộng là bọn cải huấn lại kích động đám tù tay sai đập bia mộ chị sáu để hạ uy thế những người cộng sản nhưng chúng vừa đập xong thì lại có tấm bia khác mọc lên khi bằng xi măng khi bằng đất nung khi lại bằng đá bằng gỗ bằng tôn và đặc biệt là có cả tấm bia được chạm trên cẩm thạch đặt từ một cơ sở chuyên tạc bia có tiếng ở chợ lớn chở ra nữa những kẻ hèn hạ có thể phá được tấm bia này hay tấm bia khác nhưng chúng không thể xóa được sự ngưỡng mộ của tù nhân và dân đảo với người con gái mà họ đã phong thần chúng càng đập phá thì chị càng linh thiêng những câu chuyện về chị đã trở thành quyền thoại trên đảo để tỏ lòng tôn kính võ thị sáu, ngôi mộ của chị được những người tù chính trị xây lại sau ngày giải phóng năm 1975. Song ai cũng từng biết đến ngôi mộ chị trước ngày ấy đều không thể quên hình ảnh một ngôi mộ được xếp bằng hàng ngàn, hàng ngàn viên đá lớn nhỏ với vô vàng chân nhang. Ngày nào cũng có những nhánh hoa rừng tươi thắm, cắm dội. Họ cũng không thể quên được những tấm bia được làm bằng bất cứ chất liệu gì có được của những người tù. Những viên đá, những tấm bia ấy là lòng thành kính của hàng dạng con người thuộc nhiều thế hệ những người tù đã bất chấp đòn roi và hình phạt. Những bàn tay lượm từng viên đá trên núi Chúa về đắp mộ không chỉ là tù chính trị mà có cả những người tù thường phạm. Vợ con gác ngục binh lính viên chức sống trên hòn đảo này, mỗi lần có dịp đi ngang qua hàng dương, họ đều không quên đặt trên mộ chị một viên đá, thắp một nén nhang hay cắm một bông hoa vừa ngắt được ven đường, với tấm lòng thành ngưỡng mộ trước sự linh thiêng của người thiếu nữ đã trở thành quyền thoại. Tuổi thơ trên quê hương đất đỏ Lần đầu tiên sau 40 năm, lễ kỷ niệm ngày hy sinh của Võ Thị Sáu được tổ chức trọng thể và đúng ngày hy sinh của chị 23 tháng 1 năm 1952, 23 tháng 1 năm 1992 tại quê hương đất đỏ. Sáng xuân hôm ấy, tượng đài Võ Thị Sáu cao 6 mét như tạc vào trời bóng dáng người con gái đã trở thành bất tử. Đội tiêu binh danh dự của công an tỉnh bồng súng lưỡi lê tuốt trần trang nghiêm đứng dưới chân tượng đài dòng người tuần tự đi vào sắp thành đội ngũ trên sân hành lễ bài hát nhớ ơn chị võ thị sáu vang lên lay động trái tim từng người mùa hoa lê ki ma nở ở quê ta miền đất đỏ thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho đời sau người thiếu nữ ấy như mùa xuân chỉ đã dâng cả cuộc đời đi chiến đấu với bao niềm tin và chết vẫn không lùi bước đồng chí phạm văn hy ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đọc diễn văn khai mạc lễ tưởng niệm bằng những chiến công xuất sắc bằng dũng khí hiên ngang trước kẻ thù và trước cái chết võ thị sáu đã nêu một tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng làm rạng rỡ cho nhân dân bà rịa vũng tàu cho thế hệ trẻ việt nam và cho dân tộc việt nam chúng ta tự hào vì chính quê hương long đất giàu truyền thống cách mạng đã sản sinh ra người thiếu nữ anh hùng võ thị sáu thị trấn đất đỏ núi châu viên chợ long điền nhà hội long nhung xã Long Mỹ là nơi mà lá cờ đỏ búa liềm xuất hiện sớm nhất trong vùng Bà Rịa Vũng Tàu. Những chùm hoa lê ma trắng muốt rung rinh trong nắng sớm, quê hương đất đỏ có núi châu viên hùng dĩ, có biển Long Hải bao quanh, những bãi cát trải dài, mũi kỳ dân thơ mộng, những tảng đá lô nhô như bầy rùa biển đùa giỡn trên sóng nước, rừng hoa anh đào rực rỡ dọc trên con đường gian chân núi châu diên chùa Long Bàng dáng vẻ uy nghiêm lối kiến trúc đậm đà sắc thái dân tộc xã Long Mỹ Anh Hùng một trong những nơi có cơ sở cách mạng đầu tiên trong tỉnh kế đó là xã Phước Hải nơi chi bộ cộng sản đầu tiên ở vùng bà rịa vũng tàu ra đời năm 1934 khi thiếu nữ võ thị sáu mới tròn tuổi thôi nôi suốt hai cuộc kháng chiến long đất luôn luôn là căn cứ địa cách mạng người dân long đất phải đối phó với rất nhiều kẻ thù từ pháp đến mỹ ngụy và quân chư hầu úc tân tây lan bom đạn kẻ thù đã cày xới tàn phá làng quê gieo bao nỗi đau thương chết chóc kể từ sau ngày giải phóng dùng đất này đang hồi sinh những cánh đồng được tưới tiêu hai vụ lúa trổ bông vàng từng đoàn ghe ở làng cá Phước tỉnh Phước Hải ra khơi buôn lưới. Ngôi trường mới và trung tâm y tế mới của huyện Khang Trang đã mọc lên. Lưới điện về thắp sáng quê hương chị Sáu và dương xa về xã Phước Long hội Anh Hùng. Bài hát nhớ ơn chị Võ Thị Sáu thiết tha sâu lắng vẫn gian vọng trên quê hương đất đỏ. Những nhành lê kim ma nở trắng, những chùm khế ngọt triểu cành, những gương mặt trẻ thơ tràn đầy hạnh phúc, những tà áo trắng và khăn quàng đỏ tung bay, các em đang múa hát bên tượng đài Võ Thị Sáu. Một đoàn thanh thiếu niên đến thăm ngôi nhà lưu niệm Võ Thị Sáu, căn nhà rộng 32 mét vuông, lợp ngói, vách gỗ, bài trí đơn sơ, chiếc sập gỗ và chiếc bàn ăn cơm là hai hiện vật còn lưu lại được từ thuở ấu thơ của chị Sáu. Trên tường, bên cạnh bàn thờ gia tiên là bằng tổ quốc ghi công và bằng công nhận di tích võ thị sáu đã sống những ngày ấu thơ tại ngôi nhà này đó là một căn trong dãy phố làng mà ban hương chức tổng an phú thượng xây cất bằng công quỹ cho dân phố thuê lại ông võ văn hợi và bà nguyễn thị đậu đã thuê căn nhà này và lập nghiệp tại thị trấn đất đỏ hai ông bà sinh được sáu người con Võ Thị Sáu là con thứ sáu, kế chị là cô em Úc Võ Thị Bảy sinh năm 1934. Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, nay là xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xã Phước Long Thọ, Anh Hùng nằm ở trung tâm thị trấn Đất Đỏ, dưới chân núi Châu Viên, Châu Long, Hùng Vĩ nơi đã nổi danh là chiến khu Minh Đạm ở miền Đông Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cách đó không xa là một trung tâm nghề cá nổi tiếng lâu đời, xã Phước Hải Anh Hùng, nơi chi bộ Cộng sản đầu tiên đã ra đời trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu mùa xuân năm 1934. Cạnh đấy là làng Long Mỹ, căn cứ địa cách mạng đầu tiên của tỉnh, quê hương của nhà cách mạng Dương Bạch Mai, Võ Văn Thiết những người cộng sản đầu tiên của vùng đất này ông võ văn thiết biết ông võ văn hợi ba của võ thị sáu từ thời trai trẻ và chính ông là người đầu tiên dìu dắt võ thị sáu vào con đường cách mạng tháng tám năm 1945 mới 12 tuổi sáu rạo rực nhìn theo bước chân anh năm trong đội thanh niên tiền phong tham gia giành chính quyền thực dân pháp tái chiếm đất đỏ anh năm thoát ly kháng chiến sáu cùng út bảy ở nhà phụ giúp ba má ông võ văn hợi sắm được một chiếc xe ngựa năm giờ sáng ông đánh xe ra đất đỏ đón khách đi long điền hai phước hải sáu dậy sớm cho ngựa ăn rồi giúp ba thắng ngựa ba đi rồi sáu phụ má gánh đồ ra chợ bà đậu bán bún bì chả giò tại chợ đất đỏ một món ăn truyền thống của bà con dùng này bà đậu cuốn chả giò, sáu chụm lửa chiên. Phụ má lấy bún, rửa chén. Khách hàng là những người dân quen biết trong vùng đi chợ, là những người bạn hàng ở chợ. Bà đậu vừa bán hàng, vừa vui chuyện với mọi người. Sáu ít nói, phục vụ luôn tay và nhìn mọi người bằng cặp mắt thiện cảm. Bọn cai, đội, mỗi lần dẫn lính đi sụp sạo, cũng xà vào ăn, nói chuyện tục tiểu. Ăn xong, Chúng quẹt miệng bỏ đi, không thèm trả tiền. Bà Đậu gọi lại, thì đứa nạt nộ đứa cười hô hố. Sáu trừng mắt nhìn chúng, khó chịu và khinh bỉ. Chiều tà, tan chợ, sáu gánh đồ về. Giữa lúc đó, ông Hợi dông xe vào nhà. Sáu giúp ba tháo ngựa, xúc thóc, lấy cỏ cho ngựa ăn, rồi phủ má nấu cơm. Sau bữa ăn tối, ông Hợi ôm chiếu ra chợ ngủ trên sạp hàng chiếc sập gỗ duy nhất trong nhà dành cho ba mẹ con Sáu Đêm khuya, ngọn đèn dầu le loét. Úc bãi đã ngủ say. Sáu trở mình ôm lấy má. Bà đậu âu yếm vuốt mái tóc con. Sáu thủ thủy Má à, có dễ đến ba tháng rồi, con không thấy anh Năm về. Tội nghiệp anh con, tuổi Pháp đóng thêm đồn, chặn hết các ngã lên cứ. Mấy ảnh về đụng tụi nó hoài Bà con cũng không tiếp tế được Chắc mấy anh con cực lắm Má để con đi Con biết lối tránh tụi nó Bà đậu thở dài Đường xa lắm Lại đêm hôm Rủi có chuyện gì Thôi để má tính đã Sáu cỏ quyết Con đi được mà Con nhớ anh năm quá Má cho con lên thăm anh nghe Ờ để mai má coi Sáu trằn trọc hồi lâu rồi thiếp đi, bà đậu lặng lẽ ngắm đứa con gái vừa chớm tuổi dậy thì. Bà thương Sáu nhất nhà, Sáu chịu thương chịu khó, Sáu không thừa hưởng được nét duyên của bà. Sáu giống y chang bà nội, nét mặt hơi thô, da ngâm ngâm, dáng quê, lam lũ, ít nói, suy tư. Bù lại, sáu được nết, hay lam hay làm, thông minh và tháo giác, việc gì nói là làm, chỉ một lần là biết. Từ ngày anh Năm thoát ly, Sáu phải làm quần quật từ sáng đến tối, phủ má, phủ ba, bỏ dở lớp ba trường làng. Sáu nổi tiếng gan dạ từ bé, có một lần nhà bận việc, không học thuộc bài, thầy thân bắt đặt tay lên bàn, dục bảy thước. Tay sưng ù, nhưng Sáu chỉ bậm môi, không khóc. Lần khác, mấy cậu con trai nghịch ngợm, đặt con kỳ nhông bỏ lên người cô Chí, bạn của Sáu, làm Chí sợ khóc thét lên. Sáu nắm cổ con kỳ nhông liền lại, khiến mấy thằng ngỗ ngược cũng phải ù té chạy. Bà đậu tính tới tính lui xong cũng chẳng còn cách nào. Bà tin Sáu mà vẫn lo. Hôm sau, lửa lúc gián khách, bà dặn Sáu trong hàng rồi đi mua gạo, mắm, bánh trái, thuốc hút kim chỉ đem tới gửi nhà ông Nam Pha trong xóm, hẹn chiều 6 sẽ đến lấy đưa vào khu. Ông Nam Pha cũng có con trai, con rể cùng đơn vị với con trai của bà, anh Năm của Sáu. Chiều hôm ấy bà đậu dặn Sáu rất kỹ về đường đi, lối lại, những nơi bọn lính hai phục kích. Nếu gặp tụi nó thì đối đáp ra sao, Má dạng gì, sáu chỉ dạ, đôi mắt sáu ánh lên một niềm vui khó tả. Cô mường tượng giây phút được gặp gỡ anh Năm. Chắc anh sẽ phải ngạc nhiên thấy người đem đồ tiếp tế lần này lại là con nhóc mà mới đó anh Năm còn nhéo tai nạt nộ. Sau khi chi đội 16 đánh sập cầu trọng, giải phóng xuyên mộc, khu căn cứ của tỉnh Bà Rịa được xây dựng tại Gò Cà, Phước Bửu, Đơn vị của anh Năm chốt ở cầu trọng, bảo vệ cửa ngõ của căn cứ. Cầu trọng cách thị trấn Bà Tô chừng 5 số Từ Bà Tô về đất đỏ hơn 10 số Nhưng Sáu không theo tỉnh Lộ 23 mà băng đồng các khúc đường vắng nhằm khoảng rừng già trước mặt rồi cặp theo rìa bờ rừng mà đi. Đến bờ suối mới ngược lên cầu trọng. Trời tối dần, nhiều lần Sáu dấp ngã rồi lại nhổm dậy, hối hả đi có đôi lúc giật thoát mình vì những tiếng động lạ giữa bìa rừng âm u quang vắng đến bờ suối sáu mới thở phào nhẹ nhõm vì biết là gần tới cô hạ giỏ đồ xuống dục nước suối lên uống một hơi rồi ngã người trên bãi cát mảnh trăng hạ tuần soi bóng người con gái bé nhỏ giữa bãi cát mênh mang tổ tuần tra bắt gặp sáu trên bãi cát và đưa cô về láng mọi người xúm lại hỏi thăm chuyện quê nhà sáu ngồi thở tủm tỉm cười tóc xõa áo ướt đẫm mồ hôi dính bết vào lưng hai ống quần lấm lem bùn đất anh năm đứng lặng nhìn sáu một hồi rồi đi pha trà dở bánh trái mời mọi người chuyện trò vui vẻ được một hồi thì hồ hiệp trưởng công an huyện đất đỏ bảo anh năm đưa sáu về láng chỉ huy anh đang nóng lòng muốn biết hoạt động của địch tại đất đỏ. sau kể chuyện bọn lính ngụy ngày nào cũng kéo vô chợ lục soát giật đồ ăn quật của bà con, thấy ai mua nhiều là chúng nạt. bộ định tiếp tế cho việt minh hả? rồi mỗi đứa giật một thứ, ai hay la hay cự là chúng bắt vô đồn. tên cai tổng tòng thỉnh thoảng lại đến từng nhà có con đi vô rừng hăm dọa, bọn lính cũng tới rình chẳng thấy việt minh chúng vô bắt gà vịt về ăn nhậu bà con thù lắm chỉ mong mấy anh về trừng trị tụi nó hồ hiệp dặn sáu ghé một cơ sở của công an nhờ mua một số thứ cần thiết dặn sáu để ý hành tung của bọn lính tề chỉ điểm để lần sau lên báo cho mấy anh hồ hiệp bảo anh năm cùng hai đội viên đưa sáu về đến gần bót gác đầu làng sáu dúi vào tay anh năm mấy đồng bạc và bịch thuốc rê Nửa đêm, bà đậu vẫn thức chờ, bà giật mình mỗi khi có tiếng chân qua cửa. Hồi lâu, bà lại đi ra đi vô, liếc qua khe cửa gỗ. Bà vừa quay lưng lại, thì sáu nhẹ nhàng lách cửa vào ôm chầm lấy bà. Bà đậu giật thoát cả người, quay lại kêu lên khe khẽ. Con làm má hết hồn. Sáu dục nước rửa mặt, thay đồ, rồi rút đầu vào ngực má rủ rỉ kể chuyện suốt đêm. Những ngày sau, bà đậu thấy sáu hoặc bác hẳn lên, ngồi chiên chả giò mà sáu nghe hết mọi chuyện xung quanh. Liếc mắt khắp chợ, lúc vắng khách là sáu thoát đi thoát về. Dân chợ biết sáu nhưng chẳng ai để ý tới con bé đen đuổi, áo sờn dai, người ốm nhách, dường như nhỏ hơn tuổi 13 ấy. Sáu cứ lặng lẽ quan sát để rồi có dịp cung cấp tin tức cho mấy anh. Một bữa chợ vắng, Sáu lại thăm Chí, bạn học năm xưa. Chí cùng tuổi, người có da thịt hơn Sáu. Hai cô bé thơ thẩn nhặt những cánh hoa lê kim ma sâu lại thành chuỗi đeo vào cổ nhau rồi cùng cười. Đó là đồ trang sức duy nhất thời thơ ấu của họ. Tuổi thơ của hai cô đều lam lũ, không có những ngày đuổi bướm hái hoa, thả diều hóng gió. Chỉ có những lúc hàng ế, sáu mới trốn má lại chơi, hai đứa hay nhặt cánh qua, rơi sâu lại, chơi trò cô dâu chú rể, ngồi trò chuyện một hồi, sáu thủ thỉ. Mình lớn rồi, phải làm một việc gì chứ? Mày định làm gì? Có lẽ tao theo anh Năm, còn mày? Ta chưa biết. Đó là lần gặp nhau cuối cùng của đôi bạn trẻ, sau này được tin sáu hy sinh. Chí cũng tìm đường vào chiến khu và hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Nghe Sáu nhắc tới anh Năm, Chí sực nhớ ra, bảo bạn, Tao lo cho anh Năm mày. Hồi sáng ta đi ngang phố, thấy anh S ở đơn vị anh Năm đi vào dinh cai tổng tòng. Mắt lấm lét như về đầu thú. Lát sau, tao quay lại, thấy bọn lính đi tuần các ngã đều tập trung về đồn, nhộn nhạo lắm. Chắc tụi nó sắp càng vào cứ. Vậy hả? Hèn chi bữa nay không thấy tụi nó vô cướp chợ. Thôi tao về. Không kịp qua chợ nó với má, sáu rẽ ngay vào hẻm rồi băng đồng lên cứ báo cho anh Năm và Hồ Hiệp. Hồ Hiệp giật mình, thấy vắng S. Anh đã gọi cho người đi tìm, không về, hắn về đầu thú. Hồ Hiệp dục sáu về ngay rồi ra lệnh cho đơn vị sơ tán, chuẩn bị chống càng đêm ấy được tên phản bội dẫn đường cai tổng tòng đưa lính bí mật áp sát ganh trại công an xung phong quyện nhưng khi nổ súng xông vào thì trước mắt chúng chỉ là mấy dãy láng trống tổng tòng giang tục chửi tên phản bội là đồ ăn hại rồi kêu bọn lính rút lẹ chúng ra đến bìa rừng thì từ nhiều phía tiếng súng và tiếng hô xung phong phản kích của lực lượng vũ trang ta mấy thằng bị thương la oai oái cả bọn chạy trối chết lần này sáu cứu được cả đội công quan nguyện góp phần phá được trận càn thấy sáu biến đi từ hồi chiều tối mịt mới về dáng vẻ mệt mỏi bà đậu bực mình định la sáu ôm lấy má thì thào vào tay bà bà đậu trách yêu sao không nói trước má biết con sợ lỡ chậm chân hơn tụi nó bảy đang ngồi rửa chén phụng phìu chị sáu đi chơi hoài để em phải nấu cơm rửa chén nè sáu cười rất tươi xà xuống bên em cùng rửa chén người trinh sát trẻ tuổi năm 1947 bọn pháp lập xong hệ thống đồn bót dọc tỉnh lộ 23 kiểm soát một phần lớn vùng nông thôn và các thị xã thị trấn nhiều người dân nước đỏ bất hợp tác với giặc, bỏ nhà lên chiến khu. Một buổi sáng, ông Năm Hợi vừa đánh xe ra chợ đón khách, thì cai tổng tòng đội nón nỉ, chống can, ti lại gọi giật giọng. Ê, Lão Năm, chở ta về Long Điền. Tổng tòng là tên tay sai đắc lực của thực dân Pháp, gian ác khét tiếng trong dùng. Biết hắn đang có việc cần đến bẩm lên quận trưởng, ông Hợi tìm cách thoái thác bữa nay tôi lỡ hẹn bạn hàng đi phước hải chợ cá thầy cai cảm phiền cai tổng trợn mắt nạt Vì quốc gia mà lão nói cảm phiền sao được bộ xe lão chỉ quen chở việt minh thôi hả còn chuyện thằng con lão trốn vô rừng theo việt minh tôi chưa hỏi tới đó con tôi có phận của nó mấy ông giỏi thì vô rừng mà hỏi không nói lời thôi có chở không thì báo. xe tôi phải đi mần ăn ngon ha ta ra bà rịa rồi lão sẽ biết cây tổng rít lên rồi gọi tuổi lính giam xe ông vào bót hắn quay ra đường nhảy tót lên một chiếc xe khác vừa từ phía xuyên mộc chạy về long điền quát người chủ xe chạy lẽ lên ông hợi bỏ về về bàn với vợ đưa cả gia đình lên chiến khu tránh sự trả thù của tổng tòng ông dựng lều cho ba mẹ con ở cầu trọng gần đơn vị của anh năm Ông phát rẫy trồng tỉa, còn bà mở gánh bún ở đầu cầu. Khách ăn ít, cảnh nhà thêm khó. Đội công an xung phong đất đỏ do Mai Văn Láng làm đội trưởng nhận nhiệm vụ diệt một số tên ác ôn, phá rã bộ máy hội tề ở thị trấn đất đỏ và các xã lân cận. Láng đề nghị với Hồ Hiệp, trưởng công an huyện chọn tuyển võ thị sáu vào công an xung phong. Các anh đang rất cần người thông thạo địa bàn dùng tạm chiếm, nhất là dùng trọng điểm đất đỏ. Đề nghị của láng được chấp nhận ngay. Hồ Hiệp cũng đã phát hiện ra cô bé 14 tuổi này có năng khiếu của một chiến sĩ trinh sát và quả cảm. Lúc ấy là mùa thu năm 1947. Buổi tối, Hồ Hiệp cùng ông Mười Thiết tới nói chuyện với ông Năm Hợi. Mười Thiết tức võ văn thiết là một đồng chí trung kiên đảng viên đầu tiên của làng long mỹ khi ấy là tỉnh ủy viên lâm thời đang phụ trách công tác phát triển đảng ở vùng đất đỏ mười thiết quen nam hợi từ thời còn nhỏ cùng ôm gà đi chọi khắp làng biết cảnh nhà ông nam hợi khó khăn các anh rất ái ngại nhưng công tác phá tề trừ gian, đòi hỏi phải có người thông thạo địa bàn mưu trí và can đảm các anh đã nhắm võ thị sáu Ông Năm ngồi nghe suốt buổi Tới khuya ông mới thủng thẳng trả lời Tôi cũng định nói với mấy chú Con sáo nó lớn rồi Tôi gửi cho cách mạng Mấy chú coi có mần được việc chi thì giao Hồ Hiệp và Mười Thiết cảm động ôm chầm lấy ông Năm Cuối năm 1947, chi đội 16 mở trường thiếu sinh quân, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ về quân sự để bổ sung cho lực lượng vũ trang và bổ sung cán bộ trẻ cho các ngành đồng chí Mai Văn Xuân, cán bộ phòng chính trị của chi đội phụ trách giảng dạy chính trị và đồng chí Nguyễn Văn Ái, giảng quân sự. Trường mở được 4 lớp, gồm 160 em được tuyển chọn từ các đơn vị, các cơ quan, công an xung phong, các quyền đội và xã đội. Lớp thiếu sinh quân đầu tiên mở tại chiến khu Long Mỹ, Giả thị 6 được công an xung phong quyện đất đỏ giới thiệu đi học. Về quân sự, học viên được huấn luyện về súng bộ binh, lựu đạn, chiến thuật tổ ba người đội hình chiến đấu tiểu đội kỹ thuật trinh sát về chính trị có các bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta đời hoạt động của bác hồ kính yêu những tấm gương thiếu niên anh dũng sau khóa học các em trở về đơn vị công tác và trưởng thành nhanh chóng với nhiều chiến công diệt ác trừ gian và khí phách anh hùng khi đối mặt với kẻ thù anh mai văn xuân người phụ trách khóa thiếu sinh quân năm ấy còn nhớ mãi một kỷ niệm về võ thị sáu lớp học có sự kiện cắt tóc thề ngang vai cho nữ học viên long mỹ lúc đó là căn cứ địa của tỉnh các đoàn cán bộ trung ương và các đoàn quân nam tiến chi viện cho nam bộ đều dừng chân ở long mỹ một lần đoàn quân nam tiến hành quân qua đường thấy các chị trong đoàn quân nam tiến đều cắt tóc thề ngang vai mặc quân phục trông rất hùng dũng nhà trường trao đổi với các em nên học các chị đoàn quân nam tiến cắt tóc ngang dài. Võ Thị Sáu là người đầu tiên xin tình nguyện cắt tóc như các chị để tiện lợi trong công tác cách mạng. Theo gương Võ Thị Sáu, các học viên nữ trong lớp thiếu sinh quân khóa 1 đều xin được cắt tóc ngắn. Buổi chiều, các má đem đồ tiếp tế vào chiến khu thấy lạ mắt là quá chừng. Nhà trường phải cầu cứu đến ông Trần Xuân Độ mới giải quyết êm. Gặp bà con, ông Độ chỉ nói một câu: "Sao các bà lạc hậu thế? Các cháu cắt tóc ngắn để đi tham gia cách mạng, chứ có làm gì đâu mà các bà la mắng om sòm?" Trần Xuân Độ là người tiêu biểu cho phẩm chất của người cộng sản thời ấy. Ông quê ở tỉnh Hà Nam, một côi từ năm lên 8 tuổi, lưu lạc gánh nước mướn, giặt đồ thuê, đổ rác hộ, nhặt cơm rơi, liếm lá bánh ở chợ sống qua ngày rồi thành người thợ giác ngộ cách mạng, bị pháp bắt tù, đánh đập chết đi sống lại nhiều lần, đầy ra côn đảo. Cách mạng tháng 8 1945 thành công, ông trở về công tác tại Bà Rịa. Ông phấn đấu hết mình vì cách mạng, vì lợi ích của dân, không riêng tư vụ lợi. Trong lòng người dân Bà Rịa, ông là hình ảnh của người cán bộ cụ hồ mẫu mực. Bất cứ chuyện gì khúc mắc trong nội bộ với nhân dân, có ông là giải quyết ổn thỏa mái tóc thề đã theo võ thị sáu đi suốt chặng đường kháng chiến cho đến khi ra tòa án thực dân ngồi trước pháp trường mái tóc thề ngang vai vẫn hiên ngang trong gió ngạo nghễ trên đầu thù trở thành hình tượng đẹp nhất trong lòng những người đồng đội của chị sống mãi cùng tuổi thanh xuân võ thị sáu võ thị sáu trở thành chiến sĩ trinh sát của đội công an xung phong đất đỏ chị luồn sâu vào vùng quê tạm chiếm từ đất đỏ đến phước lợi phước hải sáu luôn thay hình đổi dạng có lúc chỉ đóng vai người đi chợ khi lại giả bộ làm thợ cấy thợ gặt nơi nào đội công an xung phong chuẩn bị về hoạt động là sáu đến trước trinh sát địa bàn nắm tình hình địch nơi nào có địch sáu báo về hoặc để ám hiệu ở nơi quy định từ ngày có sáu làm trinh sát đội công an xung phong ít bị địch phục kích đỡ tổn thất thương vong Cơ sở phát hiện một phụ nữ ở đất đỏ thường lãng giảng đến cuối xóm, gần địa điểm tập kết của lực lượng vũ trang ta mỗi khi về hoạt động ở đất đỏ. Lần nào cô ta đến, anh em đều bị phục kích. Sáu theo dõi đối tượng, thấy mỗi lần thị vào xóm quan sát xong đều vào đồn báo tin cho bọn lính. Công an xung phong đã bố trí bắt thị về khu xử trí, loại trừ một tên chỉ điểm nguy hiểm đội công an sung phong được lệnh phá cuộc mít tinh kỷ niệm quốc khánh Pháp 14 tháng 7 1948 do tỉnh trưởng Lê Thành Tường tổ chức tại đất đỏ. Chăn dây thép gai quanh khu vực mít tinh và cho lính canh từ tối. Chúng bố trí lực lượng kiểm soát mọi ngã đường và lối vào nơi mít tinh. Anh em công an bàn tính mãi chưa có cách nào đột nhập vào được. Sáu xin phép đội trưởng Mai Văn Láng cho chị trực tiếp tham gia trận này láng đồng ý phương án của chị. Sáu nhận lựu đạn, ém vào góc chợ, sát khán đài từ nửa đêm. Đó là địa bàn chị hết sức quen thuộc. Sáng ra, xe tỉnh trưởng vừa tới, bọn lính lùa đồng bào vào sân, thì Sáu sẽ liện lựu đạn về phía khán đài. Hai tổ công an xung phong chốt gần đấy nổ súng yểm trợ cho Sáu rút và tạo áp lực giải tán cuộc mít tinh. Một số quần chúng cơ sở của ta được bố trí trong đoàn người giữ mít tinh sẽ hô. Việt Minh tiến công, và hướng dẫn đồng bào giải tán. Trận ấy diễn ra như dự kiến, tỉnh trưởng Lê Thành Tường mất mặt với quan Tây, đồng bào đất đỏ hả hê và khen Việt Minh xuất quỷ nhập thần, sáu được tuyên dương trước toàn đội. Mai Văn Láng đề nghị giới Hồ Hiệp cho sáu trực tiếp tham gia công tác diệt ác. Giả thị sáu đề nghị phương án diệt tên cai tổng tòng ngay tại văn phòng của hắn. Một buổi sáng, sáu đi cùng tốp người vào làm căn cước trái lựu đạn gọn lõn trong cơi đựng trầu giữa buổi người làm căn cước thưa dần sáu rút chốt lựu đạn liền thẳng vào mặt tổng tòng rồi hô to diệt minh tấn công và kéo mấy chị ở hàng ghế chờ cùng chạy tổng tòng té sấp và kịp nhận ra mối hiểm nguy hắn chồm dậy chui tót vào gầm bàn ách chớp xanh lòe lóe lên cùng tiếng nổ chát chúa tổng tòng quằn quại trong dũng máu nhưng không chết đám hội tề và lính đồn khiếp vía co lại từ đấy chúng không dám sụp vào xóm vắng đi đâu cũng phải kéo cả bọn năm bảy thằng cùng đi sau trận ấy sáu được nghỉ vài ngày chị lên thăm anh năm ở một đơn vị bộ đội tỉnh sáu đem cho anh một bịch thuốc rê và một gói pasto xanh mà chị mua trong lần về chinh sát tại đất đỏ anh năm đã nghe về chiến công của sáu anh động viên cô sáu đánh giặc giỏi hơn anh rồi anh có đụng tụi nó mấy lần, nhưng chưa đánh được trận nào ngon lành. Sáu xích xoa tiếc rẻ. Lúc ấy em cũng run ngồi lại một mình thì nó nghi, mà lúc còn người thì sợ dính bà con mình. Giá em gan hơn, để lũ đạn xì ba bốn giây mới liện thì tổng tòng tiêu rồi. Anh Nam cười, nó chưa chết hẳn thì cũng chết khiếp. Hồi anh đánh trận đầu có rung không? Rung chớ Trận đầu anh phục kích bọn lính đi tuần trên lộ 44 tại Đá văng Thấy tụi nó từ đằng xa, tim đã nhảy ra ngoài lồng ngực, té đáy ra quần lúc nào không hay. Chờ mãi đến khi nghe lệnh bắn là giật mình bóp cò, đạn bay tuốt ngọn cây. Vậy mà tụi nó sợ chạy mất dép. Hai anh em nhìn nhau cười thoải mái, sáu rượu anh Năm cùng về thăm ba má. Ông Hợi bảo Út Bảy luộc mớ bắp ông mới bẻ trên rẫy hồi chiều cho Sáu và anh Năm ăn. Sáu không kể gì về mình, chỉ kể chuyện bà con lối xóm, chuyện buôn bán ở chợ đất đỏ cho ba má nghe. Những chuyện ấy bà đậu đã biết cả, dân cầu trọng ngày nào cũng có người đi chợ đất đỏ, chuyện gì họ cũng biết. Vậy mà bà ngồi chăm chú nghe Sáu kể, Út Bảy chọn một trái bắp non đưa cho Sáu dục. Chị Sáu ăn đi, anh Năm làm láng ba trái rồi đó, ông năm hợi vấn thuốc hút nhìn sáu nhấm nháp từng hạt bắp ông dặn con ráng mà theo cho kịp mấy anh đã đi là phải đi cho tới đêm ấy sáu ngủ với má bà đậu ôm sáu vào lòng như thời chỉ còn bé bỏng cẩn thận nghe con má nghe bà con đi chợ về nói mụ tám để ý con rồi đó mụ kể với bà hai sáng rằng thấy con nhỏ sáu hay đi về đất đỏ tưởng nó đi chợ mua đồ cho má nó à, ai yeah, dè nó dám ôm lựu đạn ném vào mặt cai tổng tòng còn nhỏ gan thiệt đúng là việt minh nhà nòi sáu biết vậy là lộ rồi mụ tám thường đi lại với lão lính kề ở bót đất đỏ chuyện gì mụ biết là lão kề biết Chuyến đi sắp tới về đất đỏ của chị sẽ khó khăn hơn và đầy nguy hiểm. Nghĩ vậy nhưng Sáu vẫn nói để cho má yên lòng không sao đâu má má lo lắm bà đậu biết rõ tính con gái của mình nó rất gan đánh đòn không bao giờ khóc nó đã quyết việc gì là làm chết bỏ nó không nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ đến mọi người của riêng sáu chỉ có hai bộ bà ba bằng vải xoa đen và một chiếc áo cọc tay trắng lấm chấm bông cà dành dụm được đồng nào là mua thuốc cho anh mua bánh trái cho em cho ba má biết con gái mình phải dấn thân vào chiến trận hiểm nguy, bà lo mất ăn mất ngủ, vào chốn hang hùm miệng rắn, chỉ sơ sẩy một chút là rồi. Kháng chiến nhất định sẽ thắng lợi, cụ Hồ đã nói thế, bà tin. Nhưng con bà, liệu thân nó có lành lặng không? Sáu thận trọng hơn trong lần về chinh sát chợ đất đỏ chị gặp mấy cơ sở tin cậy nắm lại xem bà con trong chợ ai chí cốt ai cầu an ai có mối quan hệ với bọn lính hội tề bà con cho sáu biết sau ngày tổng tòng chết hụt hắn thận trọng và biết sợ hơn trước bọn lính thì hung hăng kiểm soát người đi chợ gắt gao làm khó dễ bà con hai tên cả suốt và cả đây ngày càng tắc oai tắt quái không ngày nào chúng không lục soát cướp phá giật đồ của bà con sáu trình bày trước đội công an xung phong phương án diệt hai tên cả đây và cả suốt để trừ họa cho dân chợ phương án được thông qua nhưng ai cũng thấy lo cho sáu cô bé nhỏ tuổi nhất đội bao giờ cũng đưa ra những ý kiến táo bạo đánh địch ngay tại hang ổ của chúng đánh ngay tại nơi chúng gây ra tội ác đó là lối đánh rất riêng của sáu và dường như nó đã trở thành định mệnh cho người con gái xứ đất đỏ này thị trấn đất đỏ nhộn nhịp từ trước phiên chợ Tết canh dần 1950. Dân các xã miệt thượng chở về chợ, măng khô, nấm mèo, thịt rừng, lạc, giang, lá dông, lá chuối, dân dân. Dân miệt biển từ Phước Hải, Long Hải, Phước Tỉnh đưa lên đủ các loại cá, cá khô, tôm khô, mực khô, vàng ống. Từ đồng quê đổ về đủ các loại hoa trái, bún, bánh, vịt, gà không khí chợ Tết làm cho người ta quên hết cả chiến tranh, dẫu có bom rơi đạn nổ chết chóc thì Tết vẫn là Tết, người ta vẫn sắm Tết, mà Tết năm nay có vẻ như mọi người sắm nhiều hơn những năm trước, họ nhân dịp Tết để mua đồ gửi cho con em mình trong rừng, để tiếp tế cho khu căn cứ cách mạng của tỉnh, dịp Tết dẫu có mua nhiều, tụi nó cũng không có cớ gì hạch sách, sáu mặt bộ đồ bà ba cũ chân đất như một cô thôn nữ đi lẫn trong dòng người tay sách nách mang vào chợ. Mọi người chen nhau mua, chẳng ai để ý đến cô bé nhỏ nhắn, cứ đi hết hàng này qua hàng khác mà chưa mua gì. Trong giỏ của sáu chỉ có hai trái lựu đạn để khuất dưới vài thứ đồ lặt vặt. Cả suốt và cả đây và một tốt lính xuất hiện. Bọn lính đi đến đâu là náo động đến đó. Chúng đi xét chợ là để cướp đồ về ăn Tết đứa hốt mớ gạo nếp, đứa giật dài con cá khô, đứa ôm cặp dịch. Sáu bám theo bọn lính, giữ cự ly chừng hơn 10 mét. Chợ đông người, không thể nổ lựu đạn trong chợ được. Chị đang dự kiến tình huống sắp xảy ra. Bọn lính vẫn tiếp tục cướp bóc, dân chợ dạt ra. Sáu lách người trong đám đông hỗn độn, bám sát đối tượng. Lão kính kề cũng theo sát phía sau võ thị sáu, mũ tám vừa lẻn vào đồn báo cho lão biết là sáu đã vào trong chợ. Lão kề giọt ngay ra chợ, mắt liếng láo, sụp sạo từng góc chợ. Lão thấy con nhỏ Việt Minh đây rồi. Đằng trước là cả suốt, cả đây và tốt lính. Phía sau là lão, lần này thì có mà chạy đằng trời. Lão có thể dấn lên mấy bước, tóm gọn con nhỏ Việt Minh trong tay. Nhưng cả suốt và cả đây thấy động sẽ quay lại và chúng sẽ giành công của lão. Cai Tổng Tòng đã hứa trọng thưởng cho tên nào bắt được võ thị sáu. Lão để cho bọn lính ra khỏi cổng chợ rồi mới vô lấy con nhỏ và lãnh trọn phần thưởng lớn. Lần này thì lão giàu rồi và tha hồ hú hí với mụ tám. Sáu cũng đang chờ cho bọn lính ra khỏi cổng chợ. Bọn chúng đã no nê mỗi đứa cắp theo một gió nặng lễ mễ sách về dân chợ tránh xa chúng như một thứ dịch bệnh sáu nép vào một góc khuất bên cổng chợ làm như xếp lại đồ trước khi về lão kề thận trọng bước lại gần thu mình trong tư thế cọp dồ mồi chỉ còn ba thước nữa thôi chợt lão trợn mắt há mồm té oạch xuống không nói được lời nào trái lựu đạn trong tay sáu đang xì khói nhưng sáu không đếm xỉa đến lão mà ném thẳng trái lựu đạn vào tốt lính chớp lửa xanh lè tiếng nổ chát chúa cả suốt cả đây và một tinh lính giải dụa trong dũng máu cả chợ kinh hoàng sáu dục chạy về phía ấp hiệp hòa lão kề lồm cồn nhổm dậy đuổi theo vừa chạy lão vừa gào lên bắt lấy bắt lấy con nhỏ bọn lính ở trong đồn ùa ra lão kề chạy trước tụi lính chạy theo sau Sáu rẽ vào một ngõ hẻm rút chốt trái lựu đạn thứ hai chọi lại bọn lính hốt hoảng đứa té xuống ao đứa xô vào bờ dậu nhưng nghiệt ngã thay trái lựu đạn lép không nổ hai tổ công an xung phong ở đầu ấp phước hòa và ngã ba chợ đất đỏ nổ súng yểm trợ giải vây cho sáu rút nhưng khẩu đại liên trong bót đất đỏ bắn như vải đạn áp đảo bỗng lính trong đồn bủa dây cắt ngã lão kề vồ được sáu lão túm tóc giật sáu bổ ngửa rồi bẻ quạt hai tay chị về phía sau bỗng lính xúm lại trói võ thị sáu giải về đồn bà con trong chợ đổ ra đứng chật hai bên đường thương cảm và kính phục người con gái còn nhỏ tuổi mà vô cùng gan dạ Bản án tử hình Ba ngày tra tấn tại bót đất đỏ Tổng tòng không moi được lời nào của Sáu Chúng giải chị về khám bà rịa Tiếp tục khai thác Quần áo Sáu rách bươm Mình đầy thương tích Nghe tin Sáu bị bắt Bà đậu khóc quá chừng Ai đến an ủi bà cũng chẳng nói chẳng rằng Chỉ nằm khóc ròng Bà bảo Út Bảy kiếm gánh măng Đưa xuống chợ bà rịa bán Rồi mua đồ vào thăm chị Hai lần Úc Bảy quầy mang đi bán rồi ôm giỏ đồ đến khám bà Rịa, nhưng bọn gác ngục đều không cho vào thăm, diện lẽ là chưa thẩm vấn xong. Chúng chỉ nhận chuyển đồ thăm nuôi, sau khi đã lục soát thật kỹ và dành nhau những miếng ngon ăn trước. Tháng 4 năm 1950, Sáu bị chuyển về khám chí hòa Sài Gòn. Chúng giam Sáu ở khám 8 cùng chị năm Cầm, chị Hồng, chị Trầm và nhiều chị lớn tuổi các chị rất thương chia sẻ cho sáu tấm áo manh quần, chia cho sáu từng chút đồ ăn vừa được tiếp tế. Liên đoàn tù nhân khám lớn chí hòa đang cổ động phong trào văn hóa trong tù. Người biết chữ dạy người chưa biết chữ, người học lớp trên dạy cho người học lớp dưới. Buổi sáng, sau khi làm vệ sinh xong là mọi người tự giác vào học. Mỗi người được chia một mét vuông sàn khám, làm bản học, thay luôn cho vỡ, họ dùng gạch non làm phấn viết lên đó những bài tập đọc chính tả các chị ưu tiên cho sáu một chỗ nằm tương đối tốt nơi gần cửa thoáng hơn nên khám bằng xi măng láng bóng nằm thì sạch nhưng viết thì không ăn phấn sáu lửa lúc ra chơi kiếm cục đá xanh chà nhám ô bản của mình cho dễ viết Chị kiếm mẫu gạch non mài nhỏ lại như viên phấn rồi nắng nón viết bài cầm cụi giải những bài toán lớp 3 mà trước kia chị bỏ dở nhờ xuyên học 6 tháng sau chị đã theo hết chương trình phổ cập cấp 1 làm thông thạo các phép tính số học Sáu rất thích các bài văn, bài sử nói về bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Chị Hồng, chị Trầm dành nhiều thời gian kèm cặp cho sáu tổng kết phong trào học văn hóa trong tù, sáu được nhận phần thưởng của liên đoàn. Phần thưởng là cái bút chì, một cuốn tập, một đôi bông tai bằng gáo dừa được mài công phu đen bóng như sừng, xen lẫn những hoa văn tự nhiên rất đẹp. Sáu thích lắm, đôi bông tai vừa là phần thưởng thành tích học tập, vừa là đồ trang sức đẹp nhất của chị. Suốt một thời thơ ấu, sáu chỉ biết đến những chuỗi cườm sâu từ những cánh lê kima rụng. Đó là đồ chơi của những đứa trẻ nhà nghèo. Bọn trẻ cùng lứa tuổi với sáu thường thẩn thơ trong giường, nhặt cánh hoa lê kim ma rụng, sâu thành chuỗi tặng cho nhau, chơi trò cô dâu chú rể. Đôi bông tai còn là kỷ vật của đời tù, chỉ có những người tù mới làm ra những đồ trang sức độc đáo như vậy. Họ đã gọt, mài những mảnh gáo dừa bình dị thành đôi bông tai, cà rá, ngôi sao, con chim, bông hoa để tặng cho nhau. Gửi gắm vào kỹ vật nhỏ bé ấy là một niềm tin truyền vào đấy. Hơi ấm của cuộc đời gửi cho nhau, thầm nhắc nhau, vững tin chiến đấu và chiến thắng ngoài giờ học văn hóa sáu còn học hát học múa học theo thùa và tham gia các sinh hoạt của liên đoàn tù nhân các chị rất thương sáu bao giờ có đồ thăm nuôi các chị cũng chia cho sáu những món quà ngon nhất các chị truyền cho sáu những kinh nghiệm sống trong tù với mình phải lạc quan kiên trì dưỡng khí với bạn phải thương yêu chia sẻ hết mình với kẻ thù phải luôn luôn cảnh giác trước bạo lực và cạm bẫy các chị dạy sáu cách đối phó với kẻ thù khi bị thẩm vấn phải nhất quán một lời cung. Lúc ra tòa phải biết cách dạch tội ác, tố cáo cuộc chiến tranh phi nghĩa của chúng và khi cần phải chết biết chọn một cái chết cho xứng đáng. Anh Lý Hải Châu, sau này là giám đốc nhà xuất bản văn học Hà Nội, đã nghỉ hưu. Tổng đại diện của tù nhân Chí Hòa kể lại lần đầu tiên anh nhìn thấy võ thị sáu đang đi bách bộ dưới sân khám chí hòa trong giờ tắm nắng dáng thon thả trong bộ bà ba đen tóc xõa dưới vai võ thị sáu có dáng đi rất thẳng lặng lẽ một mình anh tám thình một cán bộ công an huyện long thành đã kể cho anh nghe về chiến công của võ thị sáu với biệt danh sáu đất đỏ Đầu tháng Giêng năm 1951, tù nhân Chí Hòa phát động cuộc đấu tranh tuyệt thực đòi cải thiện đời sống chống đánh đập. Cuộc tuyệt thực kéo dài 11 ngày rưỡi giành thắng lợi lớn, nhà tù thỏa mãn mọi yêu cầu của tù nhân. Với tư cách là tổng đại diện, chủ tịch ủy ban tranh đấu, Lý Hải Châu đi từng khám thông báo cho anh chị em về kết quả cuộc đấu tranh và tuyên bố ngưng tuyệt thực. Tại hai khám 9 và 10, giam tù nhân nữ, hàng trăm chị em nằm la liệt thoi thóp dưới sàn xi măng, xanh xao vàng giọt, nhưng những con mắt vẫn rừng rực, khí phách, tinh anh, lặng lặng nghe anh thông báo kết quả cuộc đấu tranh cho người đại diện. Lý Hải Châu đã bắt gặp cặp mắt to tròn của người con gái nhỏ nhắn đang chăm chú nhìn anh và lắng nghe người con gái mà anh đã nhìn thấy dưới sân, sáu đất đỏ. Lý Hải Châu nhớ lại, trong cuộc đấu tranh ấy có một đại diện tù hình sự đến ngày thứ bảy bỏ ra ăn sau đó xuyên tạc ban lãnh đạo là thiếu dân chủ áp đặt cuộc đấu tranh cho tù hình sự lập tức cả hàng trăm lá đơn gửi cho lý hải châu phản đối hành động của người tù hình sự kia trong đó có thư của võ thị sáu đề nghị đồng chí tổng đại diện cương quyết trừng trị tên phản bội tết tân mão năm một nghìn chín trăm năm mươi tưng bừng náo nhiệt chưa từng có tại nhà lao chí hòa vui vì thắng lợi của cuộc đấu tranh vui vì các tin chiến thắng từ bên ngoài dồn dập dội vào tù nhân chí hòa có cả bánh tét bánh hỏi thịt quay dưa hấu cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên bàn thờ tổ quốc được lập trong các khám nhờ thắng lợi của cuộc đấu tranh lý hải châu được nhà tù mở cửa cho đi chúc tết anh chị em lý hải châu đi giữa những tiếng hoang hô của các khám có khám đón anh bằng một bản đồng ca, có khám đón anh bằng một điệu múa lào. Riêng khám võ thị sáu ở đón anh bằng một điệu múa lân rất nhộn làm anh nhớ mãi. Nhóm múa lân có ba người, một cô lấy cái xô tôn đựng cơm làm lân để múa, cô lan cục vì ném lũ đạn diệt địch bị cục hai ngón tay, gõ trống trên đáy thùng gỗ đựng nước. Cô thứ ba mặt đen râu trắng Bụng nhét đầy quần áo Đóng vai ông địa Ông địa phe phải chiếc quạt Bước từng bước theo nhịp vỗ tay của hàng chục chị em Trong số đó anh vẫn nhận ra một dáng người nhỏ nhắn Đôi mắt đen láy đầy bản lĩnh Đó là võ thị sáu Biệt danh sáu đất đỏ Mọi người đều cười đùa hồn nhiên Vui hết cỡ Tháng 4 năm 1951, Võ Thị Sáu ra trước tòa án binh lãnh án tử hình phiên tòa xử võ thị sáu không có luật sư không có công chứng chỉ có chánh án bồi thẩm công tố hiến binh Cây tổng tòng và lão kính kề ngồi ghế nhân chứng mặc dù sáu không nhận gì tên đại tá chánh án pháp vẫn buộc chị phạm tội tham dự và các vụ giết hại các nhà chức trách ở đất đỏ tổng tòng được gọi lên đã xác nhận võ thị sáu là việt minh nhà nòi cả nhà theo việt minh còn chính bị cáo đã ném lựu đạn vào nhà diệt, làm trọng thương nhà chức trách. Hắn chỉ những vết sẹo trên mặt, dạch áo cho quan tòa xem những vết sẹo trên ngực, trên lưng. Lão kề thì khoe khoang chiến tích đã tổ chức được lưới tình báo để theo dõi hành tung của bọn Việt Minh đất đỏ. Và lão bắt được tại trận con nhỏ Việt Minh này trong vụ giết cả suốt và cả đây. Lão đề nghị tòa phải nghiêm trị hành động tội phạm nguy hiểm để làm gương cho kẻ khác quan tòa quay lại hỏi bị cáo có nhìn nhận lỗi như cáo trạng không giả thị sáu không trả lời câu hỏi của hắn chỉ hỏi lại là quan tòa ông có thể kết tội những người pháp de jones chống phát xích đức chiếm đóng nước pháp không tên quan tòa đứng dậy lát chương tuyên bố bị cáo chỉ có thể trả lời có hoặc không giả thị sáu nghiêm giọng nói tôi không có tội yêu đất nước mình chống lại thực dân xâm lược không phải là một tội. Quan tòa lại rung chuông ngắt lời sáu, hắn đứng lên luận tội, buộc võ thị sáu can tội giết người, phá rối trị an, có hành vi chống lại nền bảo hộ của nước Pháp và tuyên án tử hình, tịch thu toàn bộ gia sản. Võ thị sáu những người trên dành móng ngựa thét vào mặt viên chánh án. Tao có mấy thùng rác ở khám chí hòa, tụi bay vô đó mà tịch thu. Chánh án lại rung chuông, Tốt hiến binh xông vào còng tay sáu lô đi, tiếng chị còn vọng lại. Đã đảo thực dân Pháp, kháng chiến nhất định thắng lợi. Bản án tử hình người con gái chưa đủ tuổi thành niên đã làm xôn xao dư luận lúc đó. Thực dân Pháp đã đem quân xâm lược Việt Nam lại còn ngang nhiên mở tòa án phi pháp kết tội những người Việt Nam yêu nước. Trong lúc chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối xử nhân đạo với tù binh Pháp, thì người Pháp lại ngược đãi những người bị bắt, không thực hiện chế độ tù binh tù chính trị mà xem họ như những kẻ phiến loạn, thực dân Pháp đã chà đạp lên cả luật pháp nước Pháp, một nước đã từng có nền dân chủ văn minh và luật pháp tiến bộ. Phong trào chống chiến tranh ở Pháp đang nổi lên mạnh mẽ chị dây mông điên dẫn đầu một đoàn biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam chỉ nằm trên đường xe lửa chặn cả một đoàn tàu quân sự chở vũ khí cung cấp cho chiến tranh ở Việt Nam anh hang martin đòi hồi hương không tham gia cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa này anh bị tòa án binh pháp kết án tù diên quan tư thầy thuốc duarit bị ta bắt trong chiến dịch biên giới tháng 10 năm 1950 được ân xá đã lên tiếng tố cáo chính phủ Pháp lừa gạt, đẩy thanh niên Pháp vào một chiến tranh xâm lược bẩn thiểu. Duarit bị đưa về Pháp rồi đưa ra khỏi quân đội. Về Pháp, Anh tiếp tục yêu cầu chính phủ Pháp phải đối xử nhân đạo với tù binh Việt Minh và chấm dứt chiến tranh xâm lược, trao đổi tù binh, tù chính trị. Bọn Pháp chưa dám xử bắn Võ Thị Sáu, chúng còn dè chừng dư luận Pháp ở Đông Dương, Sáu lại bị đưa về giam ở khám lớn Sài Gòn. Chúng xiềng Võ Thị Sáu tại khu Cabanon cùng với chị Đinh Thị Rớt, chị Rớt sau giảm án xuống tù chung thân. Tháng 5 năm 1951, Lý Hải Châu cũng ra tòa, lãnh án tử hình. Chúng tạm giam anh cùng mấy tử tù nữa cũng tại khu Cabanon, đối diện với xà Lim, giam Võ Thị Sáu và Đinh Thị Rớt. Lý Hải Châu nhờ giám thị bí mật chuyển quà bánh và thư thăm hỏi sang cho hai cô gái mà anh rất mến mộ. Viên giám thị tốt bụng chuyển lại cho anh bức thư của võ thị Sáu, giọng thư của Sáu vui vui. Cảm ơn anh, chúng em vẫn bất tử, kính chúc anh cũng bất tử như chúng em. Được tin võ thị sáu lãnh án tử hình, bà đậu lại khóc ròng. Ông hợi chỉ ngồi trầm ngâm uống rượu. Ông biết mọi sự an ủi đối với bà đều thừa. Không có gì xoa dịu nỗi đau mất con, đứa con gái mà ông bà yêu thương nhất. Bà đã mang nặng đẻ đau, rác ruột ôm con khi cạn sữa. Ông cứ để cho bà khóc, để cho bà giật giả, để nước mắt và thời gian làm dơi đi nỗi đau của bà. Bà đậu quyết định trở về đất đỏ làm ăn với hy vọng tìm đường lên thăm con để được gặp sáu lần cuối cùng. Ông hợi không đi mà cũng không cản, út bảy theo mẹ về đất đỏ. Căn nhà ở phố làng, tổng tòng đã trưng thu cho bọn lính ở. Hai mẹ con bà đậu ở nhờ một người bà con tốt bụng, mười bữa rồi gánh bún ra chợ bán. Mọi người nhìn mẹ con bà một cách ái ngại. Tổng tòng nghe tin cho lính bắt hai mẹ con bà đậu lên đồn. Thấy tổng tòng bà đậu bốc chát ngay. Các ông đã làm án tử hình con gái tôi chưa đủ sao mà còn hành tôi nữa. Bà không biết dạy con, suối nó theo Việt Minh làm loạn, còn kêu nói gì. Tôi không suối ai, mấy ông theo tay ác độc, làm hại người ta. Tụi nó không chịu được, phải theo Việt Minh. Bây giờ các ông định giết nó thì cũng phải cho tôi gặp mặt nó, thăm nuôi nó chứ. Tổng tổng đấu dịu tôi không giết nó án tử hình là do nhà nước pháp quyết định còn việc bà muốn thăm thì lên chí quà xin quan pháp mà vào thăm tôi không có quyền cái gì ông cũng đổ thừa cho người pháp thế ông là bù nhìn à này bà đừng có làm quá tôi đã không bỏ tù bà là phước rồi thôi bà về đi bà đậu vẫn chưa buông tha ông cũng đừng làm quá ác giả thì ác báo đó Tổng tòng lệnh cho bọn lính thả mẹ con bà về Tiếp tục theo dõi Bà Đậu chẳng biết sợ là gì nữa Bà cứ buôn bán Gặp ai bà cũng hỏi thăm đường vô khám chí quà Ngày giờ thăm nuôi Phép tắt thăm nuôi Một người vợ lính tốt bụng Ngồi ăn bún mắt cho bà Đậu là có bà Nang Người đất đỏ lấy quận Hiển ở Sài Gòn Cô Xuân Lan Con riêng của quận Hiển Làm giám thị ở khám chí quà Bà lên đó nhờ chắc được Hôm sau bà Đậu xuống Dũng Tàu, đáp tàu thủy đi Sài Gòn. Buổi tối bà Nang và cô Xuân Lan tiếp bà Đậu. Sởi lợi và cảm thông, Xuân Lan lộ cho bà biết rằng Thủ tướng Pháp đã ký lệnh thi hành án gần 50 tử tù, trong đó có Võ Thị Sáu. Mới hôm rồi, 14 người bị đưa ra côn đảo hành quyết. Đầu tháng Giêng năm 1952, Võ Thị Sáu chắc chỉ nay mai. Bà Nang kêu trời, còn bà đậu ngồi chết lặng nước mắt từng giọt lăn trên gò má nhăn nheo sạm nắng hồi lâu bà nang mời bà đậu đi nghỉ xuân lan hứa sáng mai tới ca gác trại cô sẽ bố trí cho bà gặp sáu bà đậu phúc phỏng chờ con tại phòng thăm nuôi khám chí quà khi giám thị xuân lan dẫn sáu ra bà luống cuống đứng dậy rồi khuỵ xuống sáu chạy lại gục đầu vào lòng bà nước mắt sáu đẫm ngực bà. Sau hơn một năm bị tra tấn tù đày, lần đầu tiên chị khóc, chị cũng đã biết tin mình sắp phải đi. Đây là lần cuối cùng được gặp người mẹ thân yêu, người mẹ tần tảo suốt đời vì các con. Bà đậu ôm chặt lấy sáu vào lòng, nước mắt lã chả, gương mặt thẫn thờ. Sáu ngước lên nhìn má, rồi lau nước mắt cho má, sau nói với má như để an ủi. Má nói Úc Bảy thay con lo cho ba má nghe. Nó lớn khôn rồi, con khỏi lo. Bà đậu vừa nói vừa dở đồ ra cho sáu, đủ các thứ đường sữa, xôi thịt gà, bánh trái, khăn mặt, bàn chải, kim chỉ và có cả mấy trái lekima chín vàng ươm bà mang từ đất đỏ lên. Sáu cầm trái lekima đưa lên áp sát vào môi vào má, chỉ nói Má mua ít đồ thôi, còn ở đây đã có các chị giúp, chẳng thiếu gì đâu. Con đem vô chia cho chị em. Nói má cảm ơn mấy chị. Giờ con thích gì, nói má mua cho. Sáu ước có một bộ đồ mới để mặc vào cái ngày cuối cùng của đời mình. Chị xin má một chiếc quần lụa đen, một chiếc áo bà ba màu hoa cà, một chiếc khăn rằn và một chiếc mùi xoa bà đậu ôm con gái vào lòng an ủi con rằng bà sẽ ra chợ mua rồi gửi giám thị xuân lan chuyển vào cho sáu đến tận phút chia tay hai mẹ con vẫn không nói gì về cái chết sáu chỉ nghẹn ngào đừng buồn nghe má bà đậu bước ra khỏi phòng ngơ ngẩn như một người không hồn mùa xuân chưa kịp đến những biến động trên chiến trường Đông Dương trong những năm 1951-1952 đã để lại nhiều dấu ấn trong chính sách trị tù của thực dân Pháp. Mùa hè năm 1951, tên quan hai Bécna de Latt, con trai đại tướng de Latt de Tassigny bị bắn chết trong chiến dịch Hà Nam Ninh. Tháng Giêng năm 1952, Trung úy Leclerc, con trai đại tướng Leclerc bị bắt trên phòng tuyến sông đáy quân Pháp xa lầy trên mặt trận hòa bình. Tướng The Last de Las de tổng chỉ huy kim cao quỷ Pháp ở Đông Dương về Pháp và từ trần. Ngày 17 tháng 1 năm 1952, Thủ tướng Pháp Edgar Faux tuyên bố trước Quốc hội Pháp chiến tranh vẫn được thúc đẩy mặc dù de qua đời. Để tỏ rõ giả tâm thúc đẩy chiến tranh và cũng là để trả thù cho những trận thua đau, thực dân Pháp đã xử bắn hàng loạt chiến sĩ cách mạng. Riêng năm 1952, chúng đã xử bắn 35 người trên côn đảo, chiếm 56,4% số người xử bắn tại đảo suốt 9 năm kháng chiến từ 1946 đến 1954. Ngay trong tháng Giêng 1952, chúng đã xử bắn 3 đợt, tổng cộng 16 người, trong đó có võ thị Sáu Những ngày cuối cùng ở khám chí Hòa, sáu dẫn học văn hóa, theo thùa ca hát kẻ run sợ trước bản án tử hình lại là thực dân Pháp. Chúng không dám xử tại Sài Gòn mà phải lén lút đưa chị ra côn đảo hành hình. Vụ sát hại trò ơn hơn một năm trước đã làm cả Sài Gòn phẫn nộ, nửa triệu người xuống đường. 4 giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 1952, bọn Pháp còng tay võ thị sáu đưa xuống chiếc hải vận hạm đậu ở bến Mạch Đằng cùng ra công đảo chuyến ấy còn có 40 tù án chính trị và 3 tử tù nữa. Võ Thị Sáu là người phụ nữ duy nhất và trẻ tuổi nhất trong đoàn tù, tay mang còng, chân bị xiền chặt vào bon tàu. Áp tải chị xuống tàu, có cả một tiểu đội lính Lê Dương, mũ đỏ, bọn lính chuyên hành quyết tử tù. Những người bạn tù nhìn Sáu xót xa thương cảm, họ đều biết chuyến đi này, chị sẽ vĩnh viễn không trở về trưa ấy tàu neo tại bãi trước dũng tàu một chiếc cano nhỏ của sở hoa tiêu từ cầu đá đưa linh mục và chánh án lên tàu sáu đưa mắt nhìn đau đáu về dãy núi châu viên phía sau dãy núi ấy là đất đỏ quê hương chị mùa hoa lê kỳ ma đang nở tàu chạy suốt đêm rạng sáng hôm sau thì đến côn đảo và neo tại đá trắng phía núi cá mập Ba hồi trống dài gióng lên từ sở lưới làm toàn thể tù nhân côn đảo tỉnh giấc. Trống báo có chuyến tàu đã cập đảo. Mấy tên thầy chú chạy lăn xăng khu tù nhân sở lưới dậy chuẩn bị cano và cắt một kiếp tù khổ sai. Sở chỉ tồn chuẩn bị ra dọn tàu. Chỉ còn 5 ngày nữa là Tết. Tù nhân công đảo bồn chồn tàu ra có thêm thực phẩm, Tết tươi hơn một chút, sẽ có người được nhận thư từ, tin tức hoặc bưu phẩm của gia đình. Nhưng lần này họ bồn chồn vì một lẽ khác. Trước đó năm ngày, một người tù làm bồi ở văn phòng Quảng Đốc đã thông báo cho Liên đoàn Tù Nhân Kháng Chiến Công Đảo biết trong danh sách, những người bị đưa ra đảo xử bắn trên chuyến tàu này có thiếu nữ võ thị sáu. Liên đoàn tù nhân kháng chiến chỉ thị cho ban chấp hành tù nhân khu Huỳnh Phan Hộ kiếp tù làm bồi bếp thư ký, tìm mọi cách tiếp xúc với võ thị sáu để động viên chị giữ vững khí tiết lúc ra pháp trường, đồng thời tìm hiểu hồ sơ của chị để làm bằng chứng tố cáo tội ác thực dân Pháp. Võ Thị Sáu là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trong lớp tù nhân kháng chiến 1946-1954 bị đưa ra đảo và hành hình tại đây. Rặng bàn gian cầu tàu đã rụng gần hết lá, gió chướng thổi từng cơn, quăng quật những cành bàn khẳng khiêu trơ trụi. Người con gái mảnh mai khó nhọc bước lên những tảng đá gập ghềnh mé cầu tàu. Theo sau chị là Tốc lính Lê Dương Mũ Đỏ, tên đại tá Chánh Án và Linh Mục. Cả bọn theo ra để giết hại một người con gái bị kết án tử hình từ lúc chưa đủ tuổi thành niên. Đó là hình ảnh của tự do, bình đẳng, bác ái mà thực dân pháp nhân danh bảo hộ đất nước này thiếu tá jati giám đốc quần đảo và nhà tù côn đảo đã chờ sẵn ở cầu tàu cùng một tiểu đội lính âu phi và một tốt giám thị pháp hắn đứng nghiêm chào tên đại tá chánh án rồi gườm gườm nhìn võ thị sáu hỏi nó đây nó đó tên chánh án trả lời rồi nói nhỏ câu gì đó vào tai jati Chúa đạo Rati ra lệnh giải võ thị sáu về xà liêm sở cò. Chuông nhà thờ giống lên một hồi dài, lên một dừng bước làm dấu. Tượng Chúa Giêsu đặt phía trước nhà thờ. Chúa nhân từ nhìn bọn đau phủ giải người thiếu nữ về nơi hành hình. Bình minh vừa hé lên, chiếu tia nắng ấm áp trên gương mặt chị. Năm ấy, công đảo có 548 tù binh và 1739 tù án phần đông là án chính trị. Tù binh bị giam ở banh 3 và một phần ở banh 2. Tù án tập trung ở banh 1, một bộ phận ở banh 2 và các sở khổ sai. Tù án tử hình ở riêng một khám trong banh 1. Nơi ấy trước đây đầy ải những người tù làm khổ sai nặng nhọc ở hầm say lúa. Chúa đạo Sakti không đưa võ thị sáu về banh mà đã ra lệnh giam trị tại xà liêm sở cò, cách ly hoàn toàn với khối tù nhân kháng chiến. Ngay buổi sáng 22 tháng 1 năm 1952, Ban chấp hành Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Côn đảo ở các khu đã phổ biến chỉ thị của Liên đoàn về hình thức phản đối cuộc hành hình Võ Thị 6 sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau, tức ngày 23 tháng 1 năm 1952. Lần này, Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Côn đảo chủ trương nhiều hình thức phản đối mạnh mẽ và đồng loạt bởi Võ Thị 6 là người thiếu nữ đầu tiên bị đưa ra hành hình ở Côn đảo người thiếu nữ bị bắt và bị kết án từ lúc tuổi vị thành niên đó là thực chất cái gọi là tự do bình đẳng bác ái nhân quyền mà bọn thực dân đế quốc đem đến để bảo hộ đất nước này buổi trưa người tù làm bồi ở sở cò đưa cơm vào xà lim anh chuyển lời chào của đảng ủy và liên đoàn tù nhân đến cho võ thị sáu động viên chị nêu cao khí tiết trước kẻ thù và trước cái chết võ thị sáu xúc động trả lời mấy anh yên tâm em đã chọn con đường chiến đấu cho độc lập tự do của dân tộc thì em cũng sẽ biết chọn cho mình một cái chết xứng đáng em gửi lời chào hết mấy anh 3 giờ chiều, vợ cò bảo người mang cà phê sữa và bánh ngọt vào xà lim cho võ thị sáu. Hai vợ chồng cò Von Peter đều là người Pháp gốc Đức. Vợ cò thường liếc nhanh mỗi lần cánh cửa xà lim hé mở, rồi bần thần. Dường như cuộc hành quyết người thiếu nữ trẻ tuổi này đã làm thức dậy trong lòng bà cảm xúc khó tả. Luật ở nước Pháp không áp dụng án tử hình đối với phụ nữ và tuổi vị thành niên. Chiều ấy võ thị sáu xin nước tắm gội Người bồi hỏi chị cần gì nữa không Sáu tầng ngần Chị chỉ ước ao được ra sân một lát Người bồi nhanh trí đến chỗ hai vợ chồng cò Lễ phép nói Thưa ông bà Người tử tù kia sớm mai bị hành quyết Cô ấy muốn xin ông bà một ân huệ nhỏ Cô ấy muốn gì? Vợ cò sốt sáng lên tiếng Thưa bà, Cô ấy muốn được vài phút ra sân tắm nắng để được ngắm đất trời quê hương mình. Ồ, vợ cò thốt lên khe khẽ rồi nhìn chồng thỉnh cầu. Bà ta muốn bằng quyền lực của chồng mình ban cho con người sắp từ giả cõi đời kia một chút ân huệ. Bà nghĩ rằng việc ấy thuộc quyền hạn của chồng bà. Cò Von Peter miễn cưỡng gật đầu với vợ rồi quay ra nói với người tù làm bồi. Mười phút. Giỏ thì sáu xỏa tóc ra hông gió trước sân tia nắng chiều yếu ớt rọi qua những nhánh bàn gầy guộc in trên nền cát những đốm màu vàng nhạt vợ chồng cò và người bồi đứng ở hành lang cạnh đó không ai nói lời nào sáu dạo vài bước đến bên khóm hoa dừa đất ngắt một bông hương sắc xuân sớm của đất trời động lại trên nhành hoa bé bỏng ấy vợ cò trở về phòng úp mặt xuống giường thổn thức gương mặt trẻ trung hồn nhiên của người thiếu nữ và nhánh hoa đồng nội khiến bà ta bối rối, bà ta linh cảm rằng chính nghĩa thuộc về người thiếu nữ này, thuộc về dân tộc này. Màn đêm buông xuống, hòn đảo tù âm u, dãy phố tù vắng lặng. Thỉnh thoảng mới có bước chân bọn lính đi tuần, từ xà liêm sở cò, một giọng hát trẻ trung sôi nổi cất lên. Võ thị sáu hát suốt đêm những bài hào hùng của thời kháng chiến lên đàn cùng nhau ta đi hùng binh, tiểu đoàn 307. Cò Von Peter không ngủ, hồi lâu hắn trở dậy ra đốc gác. Vợ cò thao thức lắng nghe, mặc dù bà ta chưa sỏi tiếng Việt, bà hiểu rằng những giai điệu hào hùng ấy chứng tỏ người thiếu nữ này và dân tộc này không dễ gì khuất phục. Đêm ấy, tù nhân trong các khám đều họp, Ban chấp hành các khu phổ biến tiểu sử tóm tắt của võ thị sáu mà Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Côn đảo vừa gửi tới, mỗi khám đều cử người thảo đơn tố cáo cuộc hành hình phi pháp của thực dân Pháp gửi đến Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến Côn đảo để anh Tư Hà, tức Trịnh Giang Hà, tổng đại diện đấu tranh ngoại giao, riêng kiếp tù làm thợ hồ ở khám 2 banh 1, được liên đoàn tù nhân giao nhiệm vụ đúc bia mộ võ thị sáu họ bàn kỹ phương án quyết tâm đúc xong trong ngày mai và đặt lên mộ chị vào lúc chiều tối vợ con gác ngục cũng không ngủ họ túm năm tụm ba ở nhà này nhà nọ bàn tán về cuộc hành hình đặc biệt này họ đồn rằng cô gái việt minh này có tài xuất quỷ nhập thần có tên ác ôn nào nổi lên trong dùng là cô xuất hiện và trừng trị ngay. có người đọc báo nói rằng thủ tướng pháp đã đưa bản án tử hình của cô ra quốc hội bàn suốt một ngày ròng tranh luận nảy lửa. nhiều ý kiến phản đối cho rằng hành hình phụ nữ là trái với luật pháp nước pháp và truyền thống văn minh của pháp. có người sợ rằng cuộc hành hình này sẽ dẫn đến những hậu quả xấu đối với tình hình chính trị ở pháp và chiến sự ở đông dương. Việt Minh có thể trẻ thù, bắn tù binh Pháp. Dân chúng có thể biểu tình trong tình trạng bị kích động có thể dẫn đến bạo loạn. Nhưng cuối cùng, Thủ tướng Pháp bảo, chiến tranh là chiến tranh, để thắng trong cuộc chiến tranh này, nước Pháp không từ một thủ đoạn nào. Có người khoe đã nhìn rõ mà cô Sáu ở sân sau sở cò, cô ấy dường như mới 15 tuổi, trông cô thật hiền, cặp mắt trong veo, nhưng nhìn vào thấy lóe lên những ánh chớp, Cô ấy mới liếc nhìn vợ cò mà bà ta đã say sẫm mặt mày rồi. Có người tò mò dạng dĩ, rủ nhau sớm mai đi xem cuộc hành hình. 4 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, Chủ sở cò áp giải võ thị sáu về văn phòng giám thị trưởng. Chúa đảo chánh án, đội lính hành quyết và cố đạo đã chờ sẵn. Tên chánh án làm thủ tục thi hành án trước sự chứng kiến của chúa đảo Jati viên cố đạo ôn tồn lên tiếng bây giờ cha sẽ rửa tội cho con Giở tỷ sáu gạt phắt tôi không có tội nếu cha muốn rửa tội xin hãy rửa tội cho những kẻ sắp giết tôi đây lạy chúa trước khi chết con có ân hận gì không Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và tay sai bán nước. Là chúa tôi, Cô Đạo làm dấu và quay mặt đi trong khi bọn lính còng tay giải võ thị sáu ra pháp trường. Gió chướng rít từng hồi, bình minh chưa lên, mùa xuân chưa kịp đến. Gác ngục, binh lính và vợ con họ lấp ló, ngẩng cổ trước cửa nhà, dọc theo dãy phố tù. Cô Nguyễn Thị Liễu, vợ giám thị, run ly, rủ một tốt mấy cô nữa đi theo phía sau. Chú đạo Rắc Ti quay lại, dăng một câu rất tục, rồi quát, về ngay con đường sang nghĩa địa hàng dương cây cỏ xác xơ không một tiếng chim kêu không một nhành hoa mầm đá chỉ có tiếng hát trầm hùng của hai ngàn tù nhân tiễn đưa chị hai ngàn trái tim đã thổn thức suốt đêm qua họ đã chờ đợi từng khoảnh khắc từng thời gian đến giây phút đau thương này họ ghé tai nghe tiếng cửa sắt phòng giám thị trưởng mở nghe bước chân bọn đao phủ tới giải võ thị sáu đi họ đã cố gắng lắng nghe tiếng bước chân trần của người thiếu nữ anh hùng giữa những tiếng hỗn độn đầy sát khí của lũ âm binh tử thần đúng vào lúc ấy bài hát chiến sĩ ca bài hát không quên thời ấy để dành đưa tiễn những người đồng đội ra pháp trường đã vang lên từ khám này tiếp qua khám khác bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng dung gươm xa xa trường là thân nam nhi quyết chiến xa trường sống thác coi thường tiếng hát cất lên từ banh một nơi giáp văn phòng giám thị trưởng rồi lần lượt vọng đến banh hai và banh ba từng khúc hát điệp trùng ngân lên từ khám này qua khám khác từ banh này qua banh khác hòa thành một bản hùng ca về những con người bất tử Tất cả tù nhân đều đứng cả dậy, họ đứng hát suốt một giờ, hát mãi ca khúc ấy. Họ hát từ khi nghe bước chân trần của người em gái nhỏ chìm trong tiếng giày đinh, tiếng còng, tiếng binh khí của bọn đao phủ, cho đến lúc loạt súng tàn bạo gian lên, thì tất cả đều ngừng hát để đồng loạt thét gian cả hòn đảo tù, phản đối cuộc hành hình mang rợ và phi pháp này. Chúa đạo Sắc Ti đã cho đào sẵn hai huyệt, cắm cạnh đó hai cây cọc anh hồ văn năm ở khám tử hình trong banh một cũng bị chúng đưa ra trói và cọc bên cạnh võ thị sáu trước phút hành hình tên chánh án pháp hỏi chị có yêu cầu gì trước khi chết võ thị sáu yêu cầu không bịt mắt để chị được nhìn đất nước mình đến giây phút cuối tên chánh án từ chối với lý do là luật pháp đã quy định khi thi hành án tử hình võ thị sáu hỏi lại hắn Vậy ông không nhìn nhận rằng bản án tử hình áp dụng cho một người phụ nữ chưa đủ tuổi thành niên là một ngoại lệ của luật pháp nước Pháp sao? Tinh chánh án lúng túng và giao dự nói. Tất nhiên là vẫn có ngoại lệ, song tôi sợ điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Không sao, tôi có đủ can đảm đứng nhìn thẳng vào họng súng của các người. Thôi được, khi tên chánh án quay ra đọc lệnh thi hành án thì võ thị sáu bắt đầu hát. Chỉ cất lời hát bài tiếng quân ca, bài quốc ca của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giọng chị thiết tha, trong trẻo giúp lên ngân gian theo gió sớm. Võ thị sáu không để ý đến bọn đau phủ, chỉ ngước mắt lên, nhìn từng nhành cây ngọn cỏ. Chị nhìn khắp đất trời, núi non, biển cả. Trước mắt chị xa xa, ngoài hàng dương là biển. Chân trời phía hòn cao đã ứng hồng, bình minh sắp lên, sau lưng chị là ngọn núi chúa đứng sừng sững Quanh chị là những nấm mồ nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp, đã có hơn một dạng người ngã xuống nơi này. Bây giờ đến lượt chị, chị sẽ được làm đứa em gái duy nhất ở thiên đường này. Thiên đường của những người xả thân phấn đấu, hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Gió thị sáu dẫn hát. Chị không nghe tiếng tên chính án đọc lệnh thi hành án tử hình. Chị không nghe tiếng tên đội trưởng Lê Dương chỉ huy bắn hô tụi lính lên đạn. Chị đưa mắt nhìn thẳng. Bảy tên đao phủ, bảy nằm súng đen ngòm chỉ cách chị có 10 thước. Bọn lính đợi lệnh. Chị không nghe tiếng bọn lính lên đạn. Chị vẫn nhìn đăm đắm như muốn thu cả đất trời vào đôi mắt mình. Để rồi giây phút nữa thôi chị cũng tan biến vào trời đất. Khúc hát vừa dứt, chị nhìn thẳng vào bảy tên đao phủ, bảy nòng súng đen ngòm ngọ ngoại. Tên đội trưởng đội hành quyết hô. Mục tiêu! Chuẩn bị! Võ thị sáu ngừng hát và thét lớn. Đã đáo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Bảy tên đao phủ giật nảy người, bảy tiếng súng khô khóc, chệt choạt nổ một tiếng rú ghê rợn thốt lên từ đồi cát phía nam gần đó bầy đao phủ hoảng hốt quay lại chú đạo sát ti lăm lăm khẩu súng ngắn hùng hổ chạy về phía bụi cây bốn chị vợ giám thị túm tụm dưới lùm cây mặt xám ngoét họ đã núp ở đây để mục kích cuộc hành hình người vừa rú lên là nguyễn thị liễu vợ giám thị ruby chị ta bất tỉnh sau loạt súng khi đã hiểu điều gì xảy ra sau tiếng rú ghê người, bọn đao phủ quay lại pháp trường, khói súng đã tan nhưng chúng kinh hoàng. Lạ thay, võ thị sáu vẫn hiên ngang đứng đó, chỉ nhìn chúng ngạo nghễ và diễu cợt. Hai vệt máu từ vai và sườn chị tuôn đỏ giặt áo, chị hát tiếp khúc tiếng quân ca. Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phất phới, dắt giống nòi đau thương qua nơi lầm than. Tên chính án gầm lên chửi bọn lính là đồ ăn hại và ra lệnh bắn tiếp. Bọn lính chống súng lắc đầu. Chưa bao giờ bọn đau phủ lại rơi vào tâm lý hoảng loạn như lần này. Cặp mắt trong trẻ của người thiếu nữ kia như có một ma lực xoáy vào tim gan khiến chúng nôn nao run rẩy. Nhiều tên đã nhắm mắt bóp cò. Loạt đạn ấy chỉ có hai viên găm vào bả vai và sườn trái của chị, một viên sượt mang tay. Tên đội Lê Dương lầm lỗi bước đến dí khẩu súng ngắn vào tai chị bóp cò. Cả bọn đều chưa hết hoàng hồn sau tiếng súng lại nhớn nhát nhìn nhau khi nghe tiếng hô la phản đối rần rần của hơn 2.000 tù nhân từ phía banh ba dọng tới. Đã đảo thực dân Pháp, đã đảo hành hình, tinh thần gió thị sáu bất diệt. Một tên giám thị hớt hải đạp xe lên pháp trường báo cho Shakti là tù nhân banh một, banh hai cùng đang hò la phản đối, làm náo động cả trung tâm thị trấn, chưa đạo sát ti hoảng hốt nhảy lên xe jeep, phóng như điên về dinh. Huyền thoại về võ thị 6 túc lính Lê Dương trở lại công quán đợi tàu về Sài Gòn. Ngôi nhà kiến trúc kiểu Tây Phương nằm dưới tán bàn cạnh cầu tàu mát mẻ. Cạnh đấy là một trạm tiền tiêu của hải quân Pháp thuộc hạm đội diễn Đông do quan tư hải quân Menier chỉ huy. Công quán là nơi dừng chân của lữ khách đến thi hành công vụ tại đảo. Nhạc sĩ kỳ tài người Pháp Camille Saint-Saëns đã từng lưu lại đây tròn một tháng kể từ 20 tháng 3 đến 19 tháng 4 năm 1895. Thời gian ấy, ông đã hoàn tất vở nhạc kịch nổi tiếng Runenhida, đó là dấu ấn đẹp đẽ duy nhất của nước Pháp văn minh trên hòn đảo Tù những dấu ấn còn lại là của nước Pháp thực dân. Toán lính Đê Dương đang sám hối dưới dòm nhà này là một bằng chứng. Chúng đang kể về những cuộc hành hình, về những nạn nhân mà chúng từng tham dự và tội ác. Một người lính Đê Dương già đã bỏ ăn suốt ngày, nằm khóc. Sáng 24 tháng 1 năm 1952, người tù làm bồi đến công quán quét dọn và pha cà phê. Bọn lính còn ngủ lăn lóc, Riêng chỉ có một người lính Lê Dương già ngồi trên phiến đá cạnh cầu tàu, dáng thẫn thờ, mắt trũng sâu, gương mặt khóc hát. Ông ta đã khóc, bỏ ăn suốt ngày qua và ngồi đấy từ đêm. Người bồi đặt ly cà phê trên phiến đá lễ phép mời. Ông dùng cà phê. Cảm ơn. Ngồi xuống đây một chút anh bạn. Dường như đêm qua ông không ngủ. Không sao ngủ được. Đôi mắt cô ấy đã ám ảnh tôi và sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Tôi phải bỏ nghề, tôi không bắn được nữa. Tôi bắn không tồi, nhưng hôm qua tôi đã nhắm mắt ngất nằm súng lên trời. Tôi đã gặp nhiều kẻ phát điên phát hùng, nhiều kẻ sợ hãi đến ngất liệm phải dựng lên bắn. Còn cô ấy bình thản đến lạ lùng. Yêu đời đến phút chết. Dũng khí tỏa ra ngay cả khi đã ngã xuống rồi, đó mới chính là một người anh hùng. Cô ấy tin vào chính nghĩa của dân tộc còn chúng tôi thì chỉ biết bắn giết. Người lính Lê Dương già thẫn thờ nhìn ra biển mà nói với những tảng đá, người tù làm bồi đã lui về làm phận sự của mình. Ngày hôm ấy, đến bất cứ chỗ nào trên đảo, người ta cũng có thể nghe chuyện về chị Sáu. Tại nhà thương bác sĩ Dương Thúc Huy nói với những người tù chính trị phục vụ tại đó, thật là một con người gan thép bác sĩ dương thúc huy thường trầm trồ khi kể chuyện về võ thị sáu ông vừa tốt nghiệp bác sĩ ở pháp về được bổ nhiệm làm lương y trưởng tại nhà thương côn đảo làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi ông chứng kiến từ đầu đến cuối cái chết anh hùng của võ thị sáu hồi học ở pháp ông từng được nghe chuyện về janda nữ anh hùng của pháp chuyện đã xảy ra vào thế kỷ thứ 15. lăm đã dũng cảm cầm vũ khí chống lại thực dân anh bảo vệ nước pháp kẻ thù bắt được và chất củi thiêu sống chị. Bọn lính châm lửa và Senda đã hát. Khi lửa cháy đến miệng chị, chị ngừng hát. Từ miệng chị, một con bồ câu bay ra. Bác sĩ Huy gỡ cặp kiến, lấy khăn chấm những giọt nước mắt và nói Chuyện con bồ câu bay ra chỉ là quyền thoại. Còn giờ đây, tôi đã tận mắt thấy một người anh hùng thật sự, một người anh hùng bằng xương bằng thịt. Chị ấy đã hát cho đến lúc chết. Mỗi lần nhắc đến Võ Thị Sáu là một lần ông xúc động và trầm trồ, thật là một con người gan thép. Từ lòng kính trọng Võ Thị Sáu, bác sĩ Dương Thúc Huy ngày càng có cảm tình với những người tù kháng chiến, ông tích cực giúp đỡ họ trong điều trị bệnh, cấp thuốc và bí mật chuyển thư từ tài liệu cho họ. Trong lúc chủ đạo Rakti và giám thị trưởng Basi đang tổ chức đập phá bia mộ của võ thị sáu và khủng bố tù nhân truy tìm người đúc bia mộ, thì vợ con gắt ngục đồn ầm lên là cô sáu hiện về. Cô Liễu, người đã té xỉu khi chứng kiến cuộc hành hình kể rằng sớm tối hôm 30 Tết, Cô lén chồng đem hương hoa lên giếng mộ vợ thị sáu. Khi đến gần mộ, cô ta bỗng thấy một người con gái mặc áo dài trắng từ ngôi mộ đi ra, thông thả dạo bước về phía thị trấn. Liễu sụp lại hồi lâu rồi mới dám bước tới mộ dân hương. Trên đường trở về nhà, đi tới đâu, Liễu cũng thấy bóng người con gái ở trước mặt. Thế là Tết ấy, bên cạnh bàn thờ trời, thờ Phật, thờ Tổ Tiên, Liễu lập thêm bàn thờ cô Sáu. Không có bà dị hình ảnh, hoành phi câu đối nhưng bàn thờ cô sáu được đặt nơi trang trọng sớm tối hương khói ngày một ngày rằm có qua trái bốn mùa chuyện cô sáu hiện về lan rất nhanh nhiều gia đình gác ngục lập bàn thờ cô sáu họ tin rằng một người con gái chết trẻ và chết thiên như vậy ắt sẽ hóa thần Tết ấy Nghĩa Trang Hàng Dương có nhiều bóng người qua lại, thoát đến thoát đi đầy bí ẩn. Có người đem theo một viên đá đặt lên mộ chị, có người đến cắm một nén nhang, người đặt một nải chuối hay vài trái mận, một nhánh qua rừng. Có người là tù án, tù binh, tù chính trị, tù thường phạm, người là công chức, gác ngục, đàn ông, đàn bà. Và những lúc bình minh và hoàng hôn, họ tới, họ lui, lúc ẩn, lúc hiện như người, như ma có cả những cặp mắt rình mò soi mói. Buổi sớm ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn 1951, vợ chồng Diên Cò Von Peter đã lên hàng dương. Ngôi mộ Võ Thị Sáu đã rực rỡ đủ loại hoa rừng khói hương nghi ngút. Diên Cò mang súng ngắn, chống can, dễ như đi thị sát. Vợ y dụng về xới đất trồng quanh mộ Võ Thị Sáu mấy bụi hoa dừa đất mà bà ta mới bứng trong sân sở cò Bà ta bần thần đứng ngắm ngôi mộ còn tươi cát mới và mấy bụi hoa đồng nội vừa trồng. Trong mắt bà tái hiện là hình ảnh người con gái bé nhỏ xỏa tóc bên khóm hoa dừa đất trong sân sở cò bữa đó. Bà ta không hiểu vì sao cho đến phút ấy mà cô bé vẫn hồn nhiên như một bông hoa, quên cả xà liêm xiền xích và án tử hình đang đợi. Cho đến bây giờ, những bụi dừa đất vẫn trở bông bên mộ chị Sáu, loài hoa đồng nội ấy có sức sống kỳ diệu, nó thản nhiên trước thời gian nắng gió và các bỏng hàng dương. Dân đảo xôn xao về cái chết của tên tù gian Nguyễn Văn Tân. Một buổi sớm người ta thấy xác hắn co quắp trên cây bằng lăng trong giường nhà giám thị trưởng Bác Si. Nguyễn Văn Tân cầm đầu đám tù giang theo xu hướng quốc gia làm tay sai cho bọn gác ngục để chống lại tù nhân kháng chiến. Hắn đã tập hợp tất cả số tù nhân lưu manh trong tổ chức Liên minh dân chủ xã hội, gọi tắt là Liên xã, để chống lại liên đoàn tù nhân kháng chiến. Có người bảo rằng hắn bị bức tử để bịt đầu mối thất thoát 200.000 đồng tiền Đông Dương của Hợp tác xã tiêu thụ cung đảo mà hắn là kế toán. Đoàn thanh tra ở Sài Gòn mới ra đảo để điều tra vụ này. Có người lại quả quyết rằng Tân bị cô Sáu bắt vì tội hắn đã cho tay chân đập phá bia mộ cô Sáu và theo dõi chỉ điểm những người đã làm bia đắp mộ cho cô. Chuyện thực hư thế nào thì chỉ có trời mới biết. Tân chết, đám tù gian liên xã như rắn bị mất đầu co lại chúng bắt đầu ngán và không dám kéo nhau lên đập bia phá mộ của sáu nữa. Cũng khoảng thời gian ấy chúa Đạo Rắc Ti rơi sao mất chức vì vụ giật ngục của 198 tù binh ở bến Đầm ngày 12 tháng 12 năm 1952, chỉ trong khoảnh khắc trung đội lính Âu Phi canh giữ bị tước vũ khí và chịu trói, lần ấy gió không thuận, chuyến dịch biển không thành, xong cuộc giở trang giải thoát quy mô nhất của tù nhân công đảo tại bến Đầm đã làm rung chuyển và rối loạn nền thống trị của bọn thực dân trên đảo. Điều lạ lùng mà bọn thực dân không sao hiểu nổi là những người tù kháng chiến đã đào được hầm và đóng thuyền ngay dưới nền trại giam trước sự kiểm soát ngặt nghèo của chúng. Hai căn hầm bí mật dài 20m, rộng 2,6m, cao 1,8m được chèn chống theo kiểu hầm lò của thợ mỏ năm con thuyền có kích thước gần bằng căn nhà ấy đã được hoàn thành, đủ sức chở 200 người dược biển. Bằng cách nào mà tù nhân đã chuyển hàng trăm khối đất đá lên rồi đưa hàng chục mét khối tre, gỗ, mây sông cùng với hàng chục thùng sơn, hàng tạ nhựa đường và không biết bao nhiêu dụng cụ phương tiện khác. Bọn Hiến binh ở Sài Gòn ra điều tra 3 tháng không kết quả. Đám thầy chú gác ngục người Việt thì kháo nhau rằng tù kháng chiến có phép thần thông, xuất quỷ nhập thần, có cô Sáu phụ trợ. Từ thổ ấy, dân đảo không còn thề có trời đất quỷ thần nữa, mà thề có cô Sáu chứng giám. Lời thề ấy linh thiêng và ứng nghiệm. Từ người tù đến công chức, gác ngục và chúa đảo. Thiếu tá Bạch Văn Bốn, tên chủ đảo đầu tiên thời Mỹ Ngụy bày trò cưỡng bức tù chính trị ly khai đảng Cộng sản. Bốn sùng bái bạo lực lấy việc đánh giết tù để tiến thân. Bốn không tin có thánh thần. Chuyện của Sáu Linh Thiên chỉ là luận điệu tuyên truyền của Việt Cộng. Hắn thường bảo tụi đàn em là như vậy. Cho đến một đêm khuya, Bạch Giang Bốn thấy bóng người con gái áo trắng dạo bước ra cầu tàu. Bán tính bán nghi hắn rút súng cầm tay lam lam bước ra cổng. Chờ cô gái quay phát lại nhìn thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt cô đôi mắt cô có những tia sáng sắc lạnh tỏa ra. Bạch Giang Bốn rụng rời chân tay để rớt khẩu súng. Hắn chớ giới chạy vào dinh, đóng chặt cửa lại. Từ đó Bốn bắt đầu để tai nghe những lời đồn đại về cô Sáu. Không ít lần. Không ít lần, Hắn bắt buộc thuộc cấp và cả tù nhân thề có cơ sở chứng giám khi thấy hoài nghi. Năm 1959, y phạt xà liêm gần 50 tù nhân trại 2 đã ba lần chống ký kiến nghị ủng hộ ngô đình diệm. Sau một tuần lễ, Bạch Văn Bốn xuống mở cửa xà liêm bảo «Mấy người cứ chống hoài, làm sao tôi dám đề nghị trả tự do cho mấy người được?» Bây giờ mấy người kêu tên cô Sáu thề rằng nếu trả được tự do, mấy người về sẽ không chống nữa, tôi sẽ làm giấy đề nghị thả liền. Không ai nói lời nào. Bốn đi đi lại lại, dài dòng rồi hỏi. Thôi, lấy đồ về trại, mấy người có kêu tên cô Sáu thề, cô Sáu cũng ủng hộ mấy người thôi. Cũng trong năm ấy, vợ giám thị đổ văn phục bụng mang dạ chữa bỗng dưng sốt rất cao, giật giả dặn mình. Mắt trợn ngược, miệng sùi bọt, khi người nhà gọi phục về thì bà ta trồm dậy túm lấy cổ áo xỉa xói vào mặt chồng bà thét. Đồ ác ôn, mày đã làm hại bao nhiêu người rồi. Bà báo cho mày biết, nếu mày không biết đường hối cãi, bà sẽ dặn cổ. Phục đứng chích lặng hồi lâu, rồi sực tỉnh, chạy lên nhà thương gọi thầy thuốc, rước được thầy thuốc về đến nhà. Thì thấy nhà trống trơn, tìm khắp phố không ai biết vợ hắn biến đâu mất. Phục hớt hải chạy dọc bờ biển tìm nhưng vô vọng như có linh tính mách bảo phục chạy ngược lên hàng dương gặp tốp tù nào đi làm ngang qua cũng hỏi cuối cùng phục tìm được vợ nằm bất tỉnh bên mộ chị võ thì sáu phục hoảng hốt lay vợ gọi vợ hắn chợt nhớ tới lời cảnh tỉnh của một người tù mà hắn đã hành hạ tàn nhẫn lẽ đời có nhân có quả ông gieo gì rồi sẽ gặt nấy ông ác với anh em thì mạng ông không dẹn mà vợ con ông chưa chắc đã yên đâu tôi nói cô sáu chứng giám. Phục lạnh người, có lẽ lời tiên đoán ấy đã được ứng nghiệm. Chắc là cô Sáu đã nhập vào vợ hắn để dằn mặt hắn. Phục quỳ xuống sụp lại trước mộ, hứa với cô Sáu sẽ ăn năn hối cải và xin cô Sáu tha tội. Hắn xin hậu tạ, Phục chấp tay giái lia lịa, rập đầu sát đất, hồi lâu vợ Phục dần tỉnh lại. Sau khi hoàng hồn, đổ văn Phục, dìu vợ về, Hôm sau hai vợ chồng dắt nhau trở lại hàng dương mang theo một đầu heo quay, một con gà luộc cùng xôi chuối hương hoa lên mộ tạ lễ cô Sáu, lễ xong. Vợ chồng y chia cho tù nhân và bất cứ ai gặp trên đường về. Tỉnh trưởng Bạch Văn Bốn biết chuyện ấy cũng làm thinh, không khiển trách đổ dân phục. Mặc dù lúc ấy chính quyền Ngô Đình Diệm đang đẩy mạnh chiến dịch tố cộng ở Côn Đảo. Thiếu tá Lê Văn Thể kế vị Bạch Văn Bốn từ tháng 4 năm 1960 làm tỉnh trưởng kim quản đốc trung tâm cải huấn thể tàn bạo hiếu thắng và say máu hắn quyết đẩy cuộc tố cộng cưỡng ép ly khai truy bức tư tưởng tù chính trị đến tận cùng thể ra lệnh đàn áp thẳng tay và tất cả những ai chống đối đầy ải nghiệt ngã cho đến người cuối cùng đến tàn phế đến chết nếu không chịu khuất phục dưới chế độ tàn bạo thời Lê Văn Thể, người tù sống không ngày nào được yên thân vì tố cộng. Người chết rồi cũng bị hắn dựng dậy tham gia vào chiến dịch tố cộng. Nhằm đề cao chế độ quốc gia, hạ uy thế cộng sản, Lê Văn Thể cho trùng tu ngôi mộ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Bắt tù chính trị đào hàng trăm ngôi mộ tù để làm con đường từ ngã ba Hàng Dương lên mộ cụ Nguyễn An Ninh tù chính trị thà chết không chịu đào mồ quốc mã người quá cố máu họ túi đỏ hàng dương lê văn thể trực tiếp tham gia vào trận đại khủng bố tại hàng dương những người tù sống quằn quại bên nấm mộ những người tù đã chết sau mấy trận đòn đẫm máu thể bất lực phải chuyển lựa số tù thương phạm và trật tự lưu manh đi đào mồ tù chính trị hắn đánh xe jeep lên đốc thúc hàng ngày và hốt xương tù về đốt xong cho bầy dịch mấy trăm con nuôi trong dinh. Nghe bọn tù gian suối bảy, vịt sông bằng xương người sẽ chống được bệnh dịch. Hắn khoái trá nói, vịt được sông bằng xương tù chính trị thì hẳn là ngon rồi. Chưa hả giận, thể ra lệnh cho tư phục đưa quân lên đập bia mộ Lê Hồng Phong và mộ của Võ Thị Sáu. Lần này bọn ác ôm ngán. Bia mộ Lê Hồng Phong có đứa dám lên đập còn mộ võ thị sáu thì đứa nào cũng lắc đầu Bọn chúng nghe chuyện Nhiều thằng ác ôn Đã bị cô sáu vật cho chết Bất đắc kỳ tử Có thằng bị vật đến phát điên phát hùng Đến tỉnh trưởng Bạch Văn Bốn Giám thị trưởng Ban an ninh Đỗ Văn Phục Khét tiếng tàn bạo Còn phải kiên nể cô sáu kia mà Trên đảo này không có mấy nhà Không thấp nhang Dân hoa trước mộ cô Không ít người đã thấy cô sáu hiện về Mỗi tối Cô đi khắp đảo đến tận từng nhà Cô không động đến ai Nhưng khi những kẻ ác chẳng may bắt gặp cái nhìn của cô Thì cảm thấy hình như cô Sáu nhìn thấu tim gan chúng Biết rõ tội ác của chúng Khiến chúng phải đau đớn, giật giả, kinh hãi vì tội lỗi của mình Tư phục không dám thúc bọn tù tay sai đi đập bia Chẳng dè bữa đó có tên nghị tù thường phạm từ Phú Lợi vừa bị đầy ra đảo được tuyển vào làm trật tự an ninh của nhà tù. Chưa biết oai linh của cô Sáu, nghị hên hoang. Sợ gì? Để tôi đập coi ai làm gì nổi tôi. Hắn lẳng lặng sách búa lên nghĩa trang hàng dương, đập nát tấm bia, đập luôn lư hương và hai bình cắm hoa đặt ở trước bia mộ bọn cải huấn giám thị trật tự đứng ngoài xa đứa nào đứa nấy mặt cũng xám ngắt chúng xì xào thằng này hung hăng chắc chết hôm sau một tấm bia mới lại được dựng lên như trước nghị hung hăng xách búa lên đập rồi ngồi rình trong một lùm cây gần đó xem ai dám dựng lại bia hắn mang theo một chai rượu đầy một bịch heo quay một ổ bánh mì ngồi suốt trưa rồi đến chiều trên đồi cát, ăn hết thịt, uống hết rượu, vẫn không thấy bóng người, chỉ có ánh lửa chói chang dội xuống đầu và hơi cát nóng hầm hập bốc lên mặt. Nghĩ khát cháy cổ mà vẫn chưa hết cây cú. Hắn chỉ chờ có bóng người lãng giãn bên mộ là lao ra, chụp lấy, giải về, lãnh thưởng. Nắng hè và cát bỏng đã rút kiệt mồ hôi của hắn chứng khí hàng dương đã ngấm đầy người hắn thấy hoa mắt chóng mặt đầu óc quay cuồng như có bóng dáng tử thần xế chiều gió biển thổi mạnh hắn ớn lạnh rùng mình ngất nghẽo ra về gác ngục trật tự tù nhân thấy hắn đều lãng xa sáng hôm sau một tấm bia y chang lại mọc lên trên mộ của sáu tỉnh trưởng lê văn thể sai giám thị phục gọi nghị nhưng nghĩ hết dạy nổi, hắn sốt ly bì, không thuốc gì chữa nổi. Ít hôm sau, người ta thấy hắn gầy tóp, quái dị, vật vờ, đi dọc con đường cạnh nhà thương. Hồi lâu lại gào lên thảm thiết. Tội nghiệp em, cô Sáu ơi, em lỡ dại. Nhà thương côn đảo hết cách chữa trị, làm giấy chuyển hắn về nhà thương chợ quán. Được ba hôm thì hắn chết. Thiếu tá Tăng Tư nhận chức tỉnh trưởng năm 1964. Tăng Tư Tự Sao, sinh năm 1925 tại Sa Đéc, người Việt gốc Hoa, ra côn đảo từ giữa năm 1966. Tăng Tư đã chứng kiến nhiều biến cố trên đảo, đã nghe nhiều chuyện ly kỳ về võ thị sáu và âm thầm thờ cô sáu như một vị thần hộ mệnh. Tăng Tư lập bàn thờ cô sáu tại Tư Dinh, hàng ngày có hương hoa, ngày một ngày rằm có ngũ quả, y tin vào số mệnh và thành tâm phó thác phần hồn nơi người con gái linh thiêng này. Khi làm phó tỉnh trưởng phụ trách nội an, Tăng Tư đã xử một vụ kiện bằng oai linh cô sáu. Lần ấy, hai tên giám thị trong cư xá cũ kéo đến dinh thưa kiện. Hai tên ở cạnh nhà nhau đều tố cáo nhau ăn trộm gà. Tăng Tư đọc hai lá đơn. Nghe hai đứa thưa một hồi vẫn chưa phân định đứa nào là thủ phạm. Y nghĩ ra một kế, bèn khoát tay bảo hai bị cáo. Thôi khỏi nói, tụi bay đi theo tao, lên xe. Hai tinh lính nhìn chiếc xe Jeep rồi lại nhìn Tăng Tư khi ấy mới mang lon đại úy. Ngạc nhiên, hai tinh lính cùng lên tiếng hỏi. Đi đâu vậy, thưa đại úy? Lên mộ cô Sáu. Hai đứa thề trước mộ cô ta coi, rồi đứa nào ngay đứa nào gian sẽ rõ. Tức thì một tên quỳ sụp xuống rung rẩy gian sinh em gian đại quý đại quý phạt gì em cũng chịu chỉ xin đại quý đừng bắt em lên mộ cô sáu thề em gian đại quý mặt hắn méo mó xám ngoét thảm thương tăng tư cười nhạt bảo tên kia về đi nội vụ để hắn giải quyết tên giám thị thắng kiện hớn hở ra về tăng tư lừ mắt bảo tên trộm gà đứng dậy vào dinh ta hỏi đợi cho tên đàn em hoàng hồn tăng tư thủng thẳng nói mày trót bắt trộm gà thì liệu mà đền để nó thưa nữa thì tao phạt rõ chưa dạ em nội ơn đại úy còn điều này tao hỏi vì sao mày không dám lên mộ cô sáu thề trời ơi lên mộ cô sáu mà thề sai là chết em đã lỡ một lần rồi lỡ sao Hắn ngồi thừ người ra một hồi rồi kể lại câu chuyện. Lần ấy khi đưa tù nhân sở chỉ tồn đi dọn hàng ở cầu tàu, thấy sở lưới có mấy cần xé cá vừa khiêng lên. Nhưng lúc lộn xộn, hắn thò luôn con cá hường to nhất rồi bả một tên trực tự đàn em bọc trong áo đem về nhà. Có người trông thấy mắt giám thị Nguyễn Văn Thâm, phó chủ sở thâm đến cự hắn một hồi rằng con cá ngon định biếu tỉnh trưởng mà dám ăn trộm. Thâm dọa sẽ thưa nếu hắn không biết điều. Cãi lộn một hồi không xong, hắn làm liều thề độc, thề có cô sáu chứng giám. Lúc ấy giám thị thâm mới thôi, nhưng đêm ấy hắn không sao ngủ được, mở mắt ra thì không thấy gì, hễ nhắm mắt lại là cô sáu hiện về. Thấy cô dở mùng lên, trừng trừng nhìn vào mặt hắn, cứ như vậy, hắn không sao ngủ được. Gần sáng mệt quá, hắn tiếp đi thì thấy ngực tức đến nghẹt thở như có một tảng đá vô hình đè nặng. Hắn thét lên một tiếng rồi ngất liệm. Hôm sau, hắn lặng lặng dâng lễ trên mộ cô, rập đầu xuống lại chính lại. Vậy xong câu chuyện mà mồ hôi hắn giả ra như tắm. Mặt tăng tư cũng đổ mồ hôi hột khác với bạch văn bốn và lê văn thể tăng tư không cấm đoán việc tảo mộ điều mà tăng tư quan tâm trước hết là giữ gìn tù nhân trong dòng nội quy và trên hết là giữ lễ với cô sáu thành tâm cầu nguyện vận may bốn năm tăng tư ở côn đảo là những năm bão tố của ngụy quyền sài gòn ngót chục lần đảo chính diệm nhu chết tướng tá rơi sao mất chức ngồi tù Riêng Tăng Tư cứ lững thẩn thăng tiến từ phụ tá tỉnh trưởng lên phó tỉnh trưởng rồi tỉnh trưởng. Ngày nhậm chức tỉnh trưởng, Tăng Tư làm lễ tạ ơn vị thần hộ mệnh một con heo quay. Hắn thắp nhang thành kính, xưng tên tuổi, quê quán tên vợ tên con và lòng ngưỡng mộ xin được trùng tu mộ cô bằng gạch đá xi măng. Sau một hồi lầm rầm khấn giái, Tăng Tư thận trọng gieo khỏe không được hắn toát mồ hôi đợi hết tuần nhang tăng tư sửa lại y phục kiên nhẫn khấn giái nài nỉ trăm lạy cô ngàn lạy cô cô đã thương em thì thương cho trót nếu cô không đồng ý cho trùng tu mộ thì xin cô cho em đắp lại mộ và đặt một tấm bia đá cho cô quẻ ấy gieo được Tăng Tư mừng lắm cho vợ về ngay chợ lớn đặt một tấm bia bằng đá cẩm thạch đưa ra làm lễ đặt bia long trọng. Đó là tấm bia đẹp nhất và tồn tại lâu nhất trên một võ thị sáu thời ấy. Từ khi chế độ gia đình trị của họ ngô sụp đổ, những trò tố cộng ly khai trong tù đã bị dẹp bỏ, bọn tay sai ở côn đảo đã khiếp chía cô sáu rồi. Mặc dù tăng tư thành tâm và tin vào số mệnh, Dẫn may cũng ở lại với hắn không lâu. Lên chức tỉnh trưởng chưa đầy một năm thì Tăng Tư mất chức và bị phạt 50 ngày trọng cấm vì vụ chiếm tàu vượt ngục thành công của 57 tù chính trị sở lưới ngày 27 tháng 2 năm 1965. Tấm bia mộ bằng cẩm thạch mà Tăng Tư thành kính đặt từ khi nhậm chức tồn tại được thêm 5 năm nữa. Từ năm 1969, Ngụy quyền Sài Gòn đã chỉ thị cho chúa đảo Nguyễn Văn Vệ hợp tác với phái đoàn cố vấn Mỹ tại công đảo Soạn Thảo, chương trình tâm lý chiến Công Sơn để thay cho chính sách cải huấn thực thi trong nhiều năm qua đã thật sự phá sản. Chương trình này đưa ra dự án xin 300 sĩ quan tâm lý chiến của quân đội ngụy làm bộ khung để thành lập 10 tiểu đoàn tâm lý chiến được tuyển mộ trong số tù chính trị ở các nhà tù phiên họp Hội đồng Nội các Ngụy vào ngày 26 tháng 9 năm 1969 chấp thuận cho thành lập một tiểu đoàn tâm lý chiến thí điểm tại nhà tù Côn Đảo với sự trợ giúp hữu hiệu của các cố vấn Mỹ và Đài Loan. Tổng cục Chiến tranh Chính trị Ngụy đã tuyển chọn 30 sĩ quan tâm lý chiến, biệt phái qua nha cải huấn, giao cho cố vấn Mỹ và cố vấn Đài Loan huấn luyện 4 tuần về quản trị khám đường, thực tập 2 tuần tại khám chí hòa. Tháng 5 năm 1970, Thiếu tá Nguyễn Văn Vệ được cử làm trưởng đoàn đưa 30 tên sĩ quan tâm lý chiến đi thủ huấn tại Đài Loan trong 5 tuần lễ. Sau khóa huấn luyện, Trung tá Yên Khang cầm đầu một đoàn cố vấn tâm lý chiến của Trung Hoa Dân Quốc bay ra Côn Đảo, cùng cố vấn Hoa Kỳ và trung tâm cải huấn Côn Sơn tuyển lựa 800 tù chính trị theo tiêu chuẩn biết đọc biết viết, hạnh kiểm tốt, lập thành 5 đại đội, 15 trung đội, dưới quyền một sĩ quan tỉ đoàn trưởng, 5 đại đội trưởng, 15 trung đội trưởng và một ban tham mưu trại tâm lý chiến được tổ chức theo kiểu quân sự hóa kết hợp với hình thức tự quản của tù nhân bọn sĩ quan tâm lý chiến dùng quy chế quân sự để quản trị thay cho quy chế nhà tù chúng không gọi tù nhân là can phạm can cứu mà gọi là trại sinh trại sinh mặc quần áo lính ngụy không đeo phù hiệu được sinh hoạt tự do trong trại được tự do tranh luận với các sĩ quan tâm lý chiến thông qua tranh luận chúng loại dần các trại sinh có tư tưởng chống đối cuối khóa huấn luyện để trắc nghiệm tư tưởng tù nhân, cố vấn Mỹ và Đài Loan khơi lại chuyện phá mộ Lê Hồng Phong đập bia mộ Võ Thị Sáu. Trại tâm lý chiến không dám làm, nhưng thời nào cũng có kẻ liều mạng. Thằng Sước, tù quân phạm, trực tự trại bảy xung phong. Hắn hùng hổ cầm búa đập tan tấm bia cẩm thạch đặt trên mộ Võ Thị Sáu. Chỉ có cố vấn Mỹ và sĩ quan tâm lý chiến đi theo đến gần mộ, còn học viên của tiểu đoàn này lãng xa. Tối ấy, sước lãnh tiền thưởng, mua rượu uống, bọn quân phạm trực tự không đứa nào dám uống cùng. Chúng đều linh cảm chuyện chẳng lành. Một đứa lên tiếng, sước, sao mày không sợ cô sáu giật hả? Sợ đất gì? Rồi như thể để ra oai, hắn cao giọng. Thằng sước trật tự tại trại bảy đây nè, cô sáu mà vật nổi thì sước này thưởng hắn một con vít một trăm ký. Cả bọn sợ xanh mặt, xưa nay chưa có đứa nào táo tợn, dám hỗn với cô sáu như vậy. Chúng lãng dần, dây dưa với thằng liều mạng này có ngày dạ lây. Trước khi giải tán, một tên còn cảnh cáo sước. Mày có chừng kẻo tối nay loạn choạng, cô Sáu kéo xuống biển cho vít ăn thịt đấy. Ha <laughs> ha, để tối nay tao ra biển cho tụi bay coi. Hắn ra biển thật, Chẳng biết điều gì xui khiến, ngồi uống rượu một mình thì thật là vô vị. Sước ngửa cổ tu ưng ực cho đến cạn chai rượu. Hắn cảm thấy bực bội. Trên đời này, hắn ghét nhất là những kẻ hèn. Một lít rượu ngấm vào từng thớ thịt, sước thấy nóng rang như có lửa đốt trong ruột. Đêm mùa hè oi ả, trời chuyển mùa sớm hay báo hiệu một điềm gì. Sức bỗng thèm một làn gió. Hắn cởi áo dắt dai, ngật ngưỡng đi ra biển trời vẫn lặn gió và oi bức hắn mò mẫm leo lên một tảng đá do áo làm gối rồi nằm xuống sáng hôm sau không thấy sước điểm danh bọn trật tự nháo nhác chia nhau đi tìm thấy hắn đã chết cứng lưng dính chặt vào tảng đá cả bọn đều tin rằng sước bị cô sáu bắt tội ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 1975, hàng ngàn tù chính trị ở các trại đã tổ chức thành từng đoàn đi tảo mộ và dân hương trước mộ võ thị sáu. Ngôi mộ chị cũng được trùng tu cùng lúc với mộ của anh Lê Hồng Phong để tỏ lòng thành kính. Nhưng những ai đã từng biết đến ngôi mộ chị ngày ấy đều không sao quên được hình ảnh một ngôi mộ được xếp bằng hàng ngàn, hàng dạng viên đá lớn nhỏ, với vô vàng chân nhang ngày nào cũng có những nhánh hoa rừng cắm vội họ cũng không quên được những tấm bia làm bằng bất cứ chất liệu gì có được của một thời cho đến bây giờ vẫn còn vài chục gia đình công chức gác ngục thời ấy còn ở đảo họ vẫn thờ cô sáu như vị thần hộ mệnh họ vẫn kêu cô chứng giám khi cần phải thề thốt điều gì hệ trọng khi đã kêu tên cô thì điều đó cũng thiêng liêng như trời phật thánh thần cô sáu là hiện thân của sự thiêng liêng chứng giám mọi điều rủi may mà họ không sao hiểu hết không ít lần họ cho con em mình đến mộ cô dân hoa trước khi làm đám cưới khác hẳn với lễ đặt hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ ở nhiều nơi lễ dân hoa cô sáu không có bạn bè hai họ hoặc cơ quan đại diện ở đó chỉ có lòng thành tâm nguyện cầu của đôi trẻ trước sự chứng giám của cô. Đôi bạn trẻ chở nhau đến Nghĩa Trang Hàng Dương và lúc bình minh vừa hé lên, họ thắp nhang dân hoa và thề thốt trước mộ cô. Họ trao hoa cho nhau và thắp nhang cầu nguyện trước lúc hóa thân vào nhau. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, những người anh, người chị và bạn chiến đấu của Võ Thị Sáu tóc đã bạc trắng mái đầu. Họ thường gặp nhau vào dịp kỷ niệm ngày hy sinh của người con gái đất đỏ. Ngày ấy hàng năm, từ mọi miền đất nước, họ tụ hội về đất đỏ, về côn đảo để tìm lại kỷ niệm về người đồng đội, người em gái thân thương của mình. Những kỷ niệm đẹp hơn trăng rằm, ngát hương, hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất đến một ngày nào đấy những nhân chứng lịch sử cuối cùng biết về võ thị sáu sẽ ra đi nhưng cuộc đời và quyền thoại về chị còn được lưu truyền mãi tên tuổi võ thị sáu đã được chủ tịch hồ chí minh nhắc đến trân trọng như những bậc anh hùng liệt sĩ tiền bối của dân tộc ta tên chị đã trở thành tên sách tên trường tên đường tên đoàn tên đội ở khắp mọi miền đất nước chị vẫn đang sống cùng đất nước cùng thế hệ Việt Nam. Tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu đã lập quỹ học bổng Võ Thị Sáu để trao tặng cho các em học sinh giỏi trong tỉnh. 40 suất học bổng Võ Thị Sáu đã được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng cho các em trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày hy sinh của Võ Thị Sáu ngay trên mảnh đất đã sản sinh ra chị mảnh đất đang từng ngày đổi thịt thay da theo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh